Thật bất ngờ khi tổng tài mang theo một đứa trẻ 4 tuổi đến nhà bảo vệ để tìm chồng. Ba ơi, tiểu thất cuối cùng đã tìm thấy ba rồi. Các đồng nghiệp đều nghĩ chàng trai gặp may, nhưng không ai biết anh không phải là một bảo vệ nghèo khó. Anh là người ngàn năm có một của Đại Hạ, chủ nhân của Long Nha. Vì muốn điều tra cái chết của chị gái, anh ấy đã ở ẩn. Thật không may, anh bị người em họ đầu độc. Nữ tổng giám đốc đang trong cơn bốc lửa, xông vào phòng của chàng trai. Thấy tình cảnh đó, anh không do dự, đã dâng hiến thân thể trinh nguyên 20 năm của mình. Khoảng 3 giây sau, anh tỉnh dậy, tưởng rằng mấy người anh em dùng trò mỹ nhân kế để giữ chân anh. Vì vậy anh để lại 200 tệ rồi rời đi. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Điều mà anh không thể ngờ đến là nữ tổng giám đốc mang theo đứa bé đến tìm. Đây là kết quả xét nghiệm ADN của anh và Tiểu Thất. Tiểu Thất thật sự là con gái của tôi. Đêm đó, sao em không nói với anh? Anh là một kẻ suốt ngày nhậu nhẹt trong quán bar. Nói với anh thì có ích gì? Bảo anh đưa tôi 3.000 tệ để phá thai mà, thì tôi cũng có thể chăm sóc em mà. Nữ tổng tài vội vàng nói, nếu không phải vì nhà họ chịu ép mình quá mức, tôi sẽ không để Tiểu Thất coi một người vô dụng như anh là cha. Nói xong, cô ấy liền dẫn anh đi đăng ký kết hôn. Sau khi xong việc, cô nói rằng hiện tại Tiểu Thất vừa mới tìm được cha ruột, chắc chắn là không muốn rời xa anh. Vì vậy, cô đã đưa anh về nhà. Không ngờ vừa bước vào cửa, mẹ của cô đã tức giận xông vào, chất vấn con gái đầu óc có vấn đề, lại đi kết hôn với một tên bảo vệ nghèo. Triệu gia vốn đã ủng hộ anh họ con Cố Tình Vũ, cạnh tranh với con giành lấy tập đoàn Cố Thị. Vậy mà bây giờ con lại lấy một bảo vệ. Sau này họ chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách để đối phó với con. Con lại nói chuyện tự do với mẹ. Mẹ, thật ra nhà họ Triệu và Cố Tình Vũ cũng chẳng là gì cả. Cậu là ai mà dám gọi bừa mẹ? Tôi là chồng của Nhược Hy. Tôi đến đây là để nói cho bà biết, có tôi ở đây, không ai lay chuyển được vị trí của Nhược Hy. Anh nghĩ anh là long chủ của Long Nha à? Hay là tổng giám đốc Trịnh của tập đoàn Tăng Đạt? Dám không coi trọng ta và Triệu công tử? Không coi trọng? Bố con là siêu nhân đấy, bố chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Cố Nhược Hy, tôi khuyên cô nên giao tập đoàn Cố Thị ra càng sớm càng tốt, sau đó đi cầu xin Triệu công tử tha thứ, nếu không thì tôi sẽ bán cả mẹ con cô đi làm nô lệ. Cái miệng thối này chẳng nói điều gì tử tế. Đây là nhà tôi, chưa đến lượt anh, một kẻ phản bội, dám làm loạn ở đây, mau cút ra ngoài, dám đánh tôi à? Nhược Hy bảo anh cút, không nghe thấy à? Được lắm, cứ chờ đấy mà xem. Lâm Phàm, anh dẫn Thất Thất lên lầu trước đi, tôi sẽ nói chuyện với mẹ. Đứng lại đó, ai cho cậu đi, mẹ, Lâm Phàm là cha ruột của Thất Thất, rốt cuộc chuyện này là thế nào, nói rõ cho ta nghe. Ôi trời, chúng ta ngồi xuống nói chuyện từ từ nào. Mẹ ngồi đi. Thực ra năm đó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con không quan tâm anh ấy làm nghề gì, nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi, có lúc đừng quá để ý đến những điều này nữa. Hóa ra ba của Tiểu Thất là một bảo vệ, chả trách con giấu mẹ nhiều năm như vậy, chỉ cần đối xử tốt với Tiểu Thất, những điều khác không quan trọng. Tổng giám đốc Cố đang tận hưởng niềm vui gia đình à? Hắc sát, anh đến nhà tôi làm gì? Băng hắc hổ chúng tôi được công tử Triệu ủy thác, hy vọng tổng giám đốc Cố sẽ chuyển nhượng 60% cổ phần của tập đoàn Cố Thị với giá 1 đồng cho Cố Tình Vũ. Không thể nào, tập đoàn Cố Thị do cha tôi tự tay gây dựng, tôi sẽ không bán nó. Được thôi, nếu đã vậy thì cổ phần của cô sẽ để lại làm di sản vậy? Hắc sát, Triệu Anh Kiệt đã trả anh bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi, chỉ cần không làm khó chúng tôi, gấp đôi, thật hào phóng đấy. Được thôi, đưa trước 20 tỷ. 20 tỷ, sao không đi cướp luôn đi? Ông đây chính là đang cướp. Mày có làm gì được tao? Tổng giám đốc Cố, lựa chọn đi. Mày muốn cứu mẹ mày hay là muốn giữ cổ phần? Nhược Hy, hắc sát, đồ khốn nạn. Ngoan ngoãn đi. Người tiếp theo là mày đấy. Đừng nhìn ra ngoài nữa. 200 anh em hắc hổ bang của tao đã bao vây toàn bộ biệt thự này rồi. Giờ ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Trong mắt mày còn có luật pháp không? Ha ha, xin lỗi nhé. Ở Đông Giang này, ông đây chính là luật pháp. Tao cho mày 3 giây cuối cùng.
tao cũng cho mày 3 giây, cút ra khỏi đây, mày là ai, dám quản chuyện của Hắc Hổ Bang. Tao là chủ nhà này, một thằng bảo vệ nhỏ bé, mà dám đến đây làm mầu, còn dám quản chuyện của Hắc Hổ Bang. Tao giết mày ngay bây giờ, mày không cút, thì đi chết đi. Bố thật lợi hại, siêu nhân, bố là siêu nhân của con. Lâm Phàm, Hắc Hổ Bang ở Đông Giang, là bá chủ ngầm, thế lực của chúng rất mạnh, Hắc Sát cũng là kẻ hung ác, không dễ dàng chọc vào, ngươi đưa tiểu thất đi đi, muốn đi à, hôm nay ông đây đã thấy máu rồi, cả nhà các ngươi, đều sẽ hoàn toàn bị, chôn vùi ở đây. Hắc Sát, ngươi chẳng phải muốn cổ phần, muốn tiền sao, tôi sẽ ký, không cần, ngươi chết rồi thì, tiền vẫn là của ta. Cô đưa tiểu thất đi trước đi, để chỗ này cho tôi. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là tự chặt hai cánh tay của mình, hoặc là cút ngay cùng đám người của ngươi, chết đến nơi rồi, mà ngươi còn dám uy hiếp ta sao, anh em, trước hết hãy cắt đứt tứ chi của hắn cho ta. Hắc Sát, tôi cảnh cáo anh, hôm nay nếu anh dám, làm tổn thương đến Lâm Phàm, dù có phải bán hết tài sản, tôi cũng sẽ liều mạng với anh, tôi, Hắc Sát, không phải người dễ bị hù dọa. Anh em, xông lên cho ta. Đừng lo lắng, dù trời có sập xuống, thì cũng có tôi đỡ. Cậu cũng có chút sức mạnh đấy, nhưng cậu nghĩ rằng như vậy, dám đấu với ta à? Bố tôi không sợ các người đâu, ông ấy là siêu nhân, ngoài kia ta có 200 anh em. Có là Tôn Ngộ Không, cũng có thể băm thành thịt vụn, vậy thì gọi hết 200 anh em của ngươi đến đi. Lâm Phàm, cậu im miệng đi, chính vì kết hôn với cậu, mà nhà Triệu mới nhờ đến Hắc Hổ Bang. Để đối phó với Nhược Hy, cậu còn ở đây mà lớn tiếng, cậu còn dám làm hại Nhược Hy nữa. Mẹ, đừng nói nữa. Chính con tự nguyện kết hôn với Lâm Phàm. Hắc Sát, tôi đồng ý điều kiện, tôi sẽ ký vào đây, nhưng anh không được làm hại Lâm Phàm, tôi không đồng ý. Anh có thể, đừng làm loạn nữa không, ngoài kia có hơn 200 người, anh có đánh lại không, có thêm 20.000 người nữa, không thể tổn thương tôi dù chỉ một chút. Mẹ đừng lo, ba con là siêu nhân, một mình ba có thể đánh bại, cả một sư đoàn đấy. Tất nhiên rồi, thôi nào, đừng giả vờ nữa, hắn muốn cổ phần, tôi sẽ cho hắn là được, cũng là lỗi của tôi. Anh vốn dĩ là một gã đàn ông tệ bạc thích ăn chơi, không nên lôi anh vào chuyện này mới phải. Tôi đã nói rồi, Hắc Hổ Bang không là gì cả, tôi có thể giải quyết dễ dàng. Anh đừng khoe khoang nữa được không, anh không nghĩ đến mạng sống của tôi, phải nghĩ đến tiểu thất chứ. Đúng vậy. Không thể để trẻ con, thấy cảnh này được, sẽ để lại bóng tối trong tuổi thơ của nó. Sao, muốn đầu hàng à? Đừng cứng đầu nữa, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết. Ồn ào quá. Cô đợi ở đây nhé, tôi giải quyết mấy người kia. Thằng nhóc này gan thật đấy, một mình dám đối mặt với ta, và 200 anh em của ta. Mấy người bên ngoài, nghe lệnh ta, chặt hắn thành từng mảnh cho ta. Ha ha, Lâm Phàm, xong đời rồi, lần này bị cái sao chổi này, làm hại rồi, khi hắn chết. Tiếp theo, sẽ là chúng ta. Lâm Phàm, mẹ đừng sợ, bố nhất định sẽ đánh bại. Tất cả kẻ xấu, chắc chắn không lừa con đâu. Hắc Sát, cái thứ mà ngươi nói, ta sẽ ký ngay bây giờ. Mau kêu người của ngươi dừng lại. Muộn rồi, từ lúc hắn thách thức Hắc Hổ Bang ta, hắn đã là người chết rồi. Chết ngay trước cửa nhà mình, cũng xem như là chết có phúc. Ha ha, mau, đưa cánh tay của hắn cho ta, ta sẽ dùng nó làm món nhắm rượu. Rượu này, hôm nay ngươi không uống được đâu.
Lâm Phàm, anh thế nào rồi? Không sao, đây toàn là máu của chúng nó thôi. Nhưng Hắc Hổ Bang, tới 200 người đấy. Hắc Sát chẳng qua chỉ là phóng đại. Ta đã nói mà, nếu thật sự có 200 người, thì làm sao cậu ta có thể trở về nguyên vẹn như vậy? 197 người. 197 người, anh đánh gục hết rồi sao? Anh Lâm, tôi sai rồi, anh Lâm, cho tôi thêm một cơ hội, tôi muốn làm người tốt. Cơ hội tôi đã cho anh, nhưng anh không trân trọng, nói đi, anh muốn chết thế nào? Tôi biết tôi sai rồi, tôi không muốn chết, Nhược Hy, giúp tôi đi, tôi cầu xin cô, tôi hứa, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Cô giúp tôi đi, tôi không muốn chết, tôi cầu xin cô. Hắc Sát chỉ là con chó lang thang, không cần vì hắn mà đi vào con đường tội phạm, đúng đúng, tôi là chó lang thang, sau này tôi sẽ là con chó của anh. Anh bảo tôi đi về hướng đông, tôi tuyệt đối không dám đi về hướng tây. Anh còn không xứng làm chó của tôi, dẫn người của anh rời khỏi nhà họ Cố. Phải phải, tôi đi ngay. Mẹ, bây giờ mẹ tin con có khả năng bảo vệ Nhược Hy và Thất Thất rồi chứ? Không đơn giản như vậy đâu, cậu có thể đánh bại 200 người, có thể đánh 10.000 người không? Hơn nữa, nhà Triệu là vương của Đông Giang, đây chỉ là biện pháp tầm thường nhất thôi. Những chuyện tiếp theo không thể giải quyết bằng đánh đấm. Mẹ à, thuyền đến cầu thẳng, chúng ta đi ăn đi, Thất Thất đói rồi, đi ăn thôi. Tôi nghĩ các người nên chuẩn bị cho bữa tiệc đi thì hơn. Cố Tình Vũ, sao anh lại quay lại? Dĩ nhiên là tôi đến xem các người xấu hổ rời đi thế nào. Cứ mơ đi, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký rồi, còn cứng miệng làm gì nữa, có ích không? Anh nghe ai nói tôi đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần? Tôi sẽ không giao nộp cổ phần của tập đoàn Cố Thị đâu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chờ đấy. Chẳng lẽ Hắc Sát chưa mang người đến sao? Chú nói là tên to con đó à? Hắn dẫn rất nhiều người đến, nhưng đều bị ba tôi đánh chạy rồi. Cô nhóc, đúng là không biết trời cao đất dày. Tên bảo vệ chết tiệt này, là người cô tìm cho Cố Thất Thất làm cha mới à? Loại người này, còn muốn đánh bại cả Đông Giang, và Hoàng đế ngầm Hắc Sát. Cô muốn tôi giúp cô đập gãy chân hắn không? Thôi đi, đừng tỏ ra hống hách trước mặt tôi nữa. Chắc chắn là Hắc Sát bọn họ không rảnh rỗi. Vừa khéo, công tử Triệu cũng hối hận vì đã để cho họ xen vào. Hoàn toàn không cần thiết. Anh về bảo với Triệu Anh Kiệt, yêu cầu hắn giữ phép tắc. Nếu không, tôi sẽ khiến hắn cùng diệt vong. Ha ha, Cố Nhược Hy, cô còn chưa tỉnh dậy à? Trước mặt nhà họ Triệu, cô không có tư cách lấy trứng chọi đá. Không có gì cả, thậm chí đừng nói đến việc diệt vong cùng nhau. Tổng giám đốc Cố, có chuyện không hay rồi. Nhà họ Triệu không chỉ hủy bỏ hợp tác với chúng ta, mà còn hủy bỏ quyền tham gia hội thương mại Giang Thành tối nay. Ha ha. Cố Nhược Hy, cô đã hiểu rõ chưa? Cô chỉ là một đồ chơi xinh đẹp mà thôi. Chỉ vậy thôi, thiếu gia Triệu muốn cô sống thì cô sống, muốn cô chết thì cô chết. Và đây chỉ mới là khởi đầu. Không có nhà họ Triệu, tôi vẫn có thể dẫn dắt Cố Thị trở nên mạnh mẽ hơn. Cứng miệng, để tôi xem cô giải thích thế nào với các cổ đông. Ngày mai trong cuộc họp hội đồng, tôi sẽ khiến cô tự tay nhường lại vị trí tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị cho tôi. Nhược Hy, nếu nhà họ Triệu không hợp tác với chúng ta sẽ không có đủ vốn để thúc đẩy dự án Lăng Vân. Hội đồng quản trị chắc chắn sẽ ép con từ chức. Giờ phải làm sao đây? Mẹ yên tâm, chỉ cần tìm được đối tác mới, đảm bảo dự án Lăng Vân tiến triển thuận lợi, thì không ai có thể lay chuyển vị trí của con. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta đi đâu để tìm người có thể thay thế được nhà Triệu chứ? Có tồn tại không? Tổng giám đốc Trịnh của tập đoàn Đằng Đạt chính là Trịnh Càn Khôn. Ông ấy hiện đang ở Đông Giang. Chỉ cần gặp được ông ấy, mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết. Nhưng mà, cô muốn hợp tác với Trịnh Càn Khôn không? Tôi có thể giới thiệu cho cô. Anh có thể liên lạc với Trịnh Tổng. Điều đó thật tuyệt vời. Tiểu Sai, cô thật sự tin vào lời nói nhảm của anh ta sao? Nếu anh ta quen biết Trịnh Tổng, tôi có thể khiến Trịnh Tổng cúi chào tôi. Ông ấy gặp cô thì chắc chắn phải cúi chào. Bố thật sự rất giỏi. Lâm Phàm, anh đưa Tiểu Thất và mẹ tôi đi ăn cơm trước đi, tôi phải ra ngoài một chuyến. Sắp xếp xe ngay lập tức, tôi muốn đến gặp Trịnh Tổng. Cố Tổng, tôi vừa liên lạc với thư ký của Trịnh Tổng. Trịnh Tổng không có ở khách sạn, và đã nói rõ ràng, ông ấy không có thời gian gặp chúng ta. Chúng ta quay về trước đi. Ngày mai quay lại, tôi nhất định phải gặp Trịnh Tổng. Bố ơi, bố có thể dạy con võ được không? Con muốn giỏi như bố, để bảo vệ mẹ, thật là một đứa con ngoan. Bố sẽ dạy con điều gì đây? Dạy con một chiêu,
Tuyệt kỹ giang hồ Tiểu Lâm Phi Đao, thế nào, công phu này lợi hại không? Tất nhiên rồi, Tiểu Lâm Phi Đao không bao giờ trạch mục tiêu, bất kỳ kẻ thù nào đều có thể bị hạ gục trong một chiêu. Giám đốc Cố, không còn sớm nữa, ngài nên nghỉ sớm đi, chuyện của giám đốc Trịnh để mai tính tiếp. Đành phải vậy thôi, cô cử người theo dõi sát sao động tĩnh của giám đốc Trịnh, dù thế nào tôi cũng phải gặp ông ấy một lần, dù phải chặn ông ấy trong nhà vệ sinh, cơ hội duy nhất của tập đoàn Cố thị. Hiểu rồi, tôi đi làm ngay. Con muốn học, được rồi, xem kỹ nhé. Mẹ ơi, bố thật giỏi, Tiểu Lâm Phi Đao không bao giờ trạch mục tiêu, thật là lợi hại. Cô đã gặp Trịnh Càn Khôn rồi à? Thật ra tôi khá quen với ông ấy, nếu cô muốn gặp ông ấy, tôi gọi ông ấy đến đây. Sao nào, anh không định nói anh đã cùng ông ấy gác cổng hay bảo vệ cổng lớn chứ? Cổng lớn thì chưa gác, nhưng gác cổng quốc gia thì sao? Chuyện khoe khoang của anh, lừa được tiểu thất thôi. Đừng hòng lừa tôi hơi mệt rồi. Anh chơi với con bé đi, tôi đi tắm đây. Lâm Phàm tuy có thích khoe khoang, nhưng từ khi anh ấy đến, tiểu thất thực sự vui vẻ hơn nhiều. Có anh ấy chăm sóc tiểu thất, mình cũng có thể tập trung xử lý công việc công ty. A, à, cô không sao chứ, Nhược Hy? Ồ, ai cho anh vào đây? Tôi nghe thấy tiếng hét lớn từ tầng trên, tưởng rằng cô gặp nguy hiểm nên vội vàng lên đây, ai ngờ cô đang tắm. Tôi không sao. Đóng cửa lại. Tôi bảo anh ra ngoài và đóng cửa lại. Cô không sao chứ? Tôi thì có chuyện gì được chứ, nhưng cô đang chảy máu mũi kìa, thật sự không sao chứ? Gần đây tôi uống nhiều canh gà quá, bồi bổ quá mức rồi, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Anh mau ra ngoài đi. May quá, suýt nữa thì không giữ được mình. Không ngờ tên Lâm Phàm đó lại hấp dẫn như vậy. Anh lại quay lại làm gì? Không phải, tôi muốn xác nhận một điều. Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà. Không phải cô nói cô muốn gặp Trịnh Tiền Khôn sao? Tôi rất thân với ông ta, có thể nói là đồng nghiệp. Rồi sao? Rồi tôi nghĩ rằng cô là mẹ ruột của tiểu thất, một mình nuôi nấng con bé lớn đến thế này. Tôi thực sự rất có lỗi với cô. Đây là việc nhỏ thôi, tôi sẵn lòng giúp cô. Đồ khốn, anh muốn lén nhìn tôi tắm. Tìm lý do đáng tin hơn, có được không? Sỉ nhục trí thông minh của tôi à? Tôi thật sự không có mà, còn chối cãi nữa. Tiểu Lâm Phi Đao. Bố, mẹ không sao chứ? Không sao, suýt nữa thì bố có chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này bố không nói với con được. Alo, là tôi đây. Chủ nhân, về kẻ đã giết chị của anh, tôi đã điều tra hắn ở đây. Tôi muốn báo cáo trực tiếp với anh, tôi đang trông con ở Long Vân số 8, khoảng 10 phút nữa, hãy đến cửa nhà tôi. Vâng, thưa chủ nhân. Đừng hỏi nhiều về chuyện của người lớn nhé, đi thôi, đi chơi thôi. Ba phải ra ngoài làm việc chút nhé, còn ở đây chơi ngoan được không? Ngoan nào? Dạ, ba đi làm đi, thất thất sẽ ở nhà. Ngoan ngoãn chờ ba về. Tên nhóc này sẽ không lén nhìn mình chứ? Tổng giám đốc Trịnh, sao ông ấy lại đến đây? Không phải đến tìm mình chứ? Nhanh lên. Trịnh Càn Khôn chào chủ nhân, nói nhanh, đã điều tra được gì rồi? Chủ nhân, dựa trên manh mối mà ngài cung cấp, chúng tôi đã tiến hành điều tra. Biểu tượng ngôi sao 6 cánh này là của một tổ chức tà ác bí mật. Biểu tượng của Hida, tất cả các thành viên Hida đều có hình xăm ngôi sao 6 cánh. Trước đây chưa từng nghe về Hida. Chúng đã làm đủ mọi việc ác, trong đó còn có cả buôn bán nội tạng. Tuy nhiên, chúng luôn ẩn mình rất kỹ,
có rất nhiều tổ chức vỏ bọc, đều dùng danh nghĩa của Hida, vì vậy mới khó điều tra như thế. Buôn bán nội tạng con người, không lạ gì khi chị tôi lúc đó đã mất đi một trái tim. Ông Trịnh, còn chưa đầy một tháng nữa là tròn 10 năm ngày giỗ của chị tôi nhất định phải tìm ra hung thủ trước, để tự tay báo thù cho chị tôi, để tưởng nhớ linh hồn của chị. Xin chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ đẩy nhanh tiến độ để điều tra. Chờ chút, chủ nhân còn gì chỉ bảo không? Thôi, bỏ đi, Nhược Hy không thích tôi giúp lo chuyện bao đồng, đi đi. Vâng. Này, đi đâu đấy? Tổng giám đốc Trịnh đâu? Tổng giám đốc Trịnh nào? Chính là tổng giám đốc của tập đoàn Tenda, Trịnh Càn Khôn đó, người vừa đến lúc nãy. Ồ, cô nói về ông Trịnh à? Tôi đã bảo ông ấy về rồi. Cái gì, anh có biết tôi làm mọi thứ để gặp được tổng giám đốc Trịnh không? Tôi đã phải chịu 7 lần bị từ chối, chịu đựng đủ sự khinh thường và chế giễu. Tôi đã tự mình đến gặp ông ấy, anh lại đuổi người ta đi rồi. Đừng kích động. Ông ta là cứu cánh duy nhất của công ty tôi, anh đuổi người ta đi rồi. Tôi có thể không kích động sao? Vậy để tôi gọi ông ta quay lại, được không? Ông ta là ông chủ của tập đoàn hàng nghìn tỷ, anh đuổi người ta đi rồi, còn muốn gọi người ta quay lại. Anh nghĩ người ta là con chó mà anh nuôi bên cạnh à? Này, nói vậy hơi khó nghe rồi đấy. Dù ông ta có giúp tôi làm việc, nhưng nói là con chó thì cũng hơi quá xúc phạm rồi đấy. Tôi, Lâm Phàm, chắc kiếp trước tôi đã nợ anh một mạng sống, đúng không? Kiếp này anh đến để trừng phạt tôi sao? Không phải vậy đâu, nếu cô không tin, tôi gọi ông ta quay lại ngay bây giờ. Im miệng đi, nếu tôi, Cố Nhược Hy, tin anh, thì tôi là kẻ ngốc nhất trên đời. Tôi nói cho anh biết, sau này không được tham gia vào công việc của tôi nữa. Nếu có ai đến nhà, phải báo cho tôi ngay, không được tự ý quyết định, hiểu chưa? Được, được. Nhược Hy, ôi trời, Nhược Hy, bố. Bố đừng giận mẹ nữa, mẹ không cố ý lớn tiếng với bố đâu. Giờ mẹ đang giận bố. Tất cả là tại cậu Tinh Vũ, tên đại xấu xa đó, ngày mai chắc sẽ mất việc rồi, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều phải chuyển ra ngoài ngủ. Ba ơi, Tiểu Thất không muốn ngủ dưới cầu, yên tâm đi, có bà ở đây, không ai có thể bắt nạt mẹ của con. Ngày mai ba sẽ đến họp hội đồng quản trị, giúp mẹ giải quyết vấn đề, ba tuyệt đối không để Tiểu Thất phải ngủ dưới cầu đâu. Tuyệt vời quá, ngày mai con sẽ đi cùng mẹ, ba nhất định phải mang theo Trịnh Càn Khôn đến để cứu chúng ta nhé. Ngoéo tay nhé, ngoéo tay. Ai mà đổi ý thì là lợn, trăm năm không được đổi, ai đổi ý sẽ là lợn to. Cố Tổng, chúng tôi đã liên hệ với Trịnh Tổng rất nhiều lần rồi, nhưng không có cơ hội nào để nói chuyện với ông ấy. Cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải làm sao đây? Tối qua Trịnh Tổng đã ở dưới nhà tôi, nhưng lại bị Lâm Phàm cản lại. Bây giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng, lá bài cuối cùng rồi, hy vọng có thể khiến các cổ đông không bị Cố Tình Vũ làm mê muội và tiếp tục ủng hộ tôi. Cô nói là việc viện sĩ Ngụy đồng ý gia nhập, đúng vậy, có sự ủng hộ của chuyên gia kỹ thuật hàng đầu, rào cản kỹ thuật của dự án Lăng Vân sẽ sớm được phá vỡ, tiến độ dự án cũng sẽ tăng hơn 30%. Chỉ cần họ cho tôi thời gian một tháng, tôi tự tin có thể thu hút được đủ số đầu tư. Cố Nhược Hy, đây là cuộc họp hội đồng quản trị, cô mang theo một đứa trẻ là thế nào? Thích mang theo trẻ con như vậy thì từ chức về nhà chăm trẻ đi. Khi bố tôi qua đời, đã để lại 10% cổ phần của tập đoàn Cố Thị cho Nhược Hy. Con bé vốn dĩ là cổ đông của tập đoàn Cố Thị, tại sao không thể đến đây? Cô đang cãi chày cãi cối đấy. Cụ Cố, Nhược Hy không thể ở lại đây sao? Có thể chứ, Nhược Hy tất nhiên có thể ở lại đây mà. Nhược Hy ở ngay bên cạnh cụ Cố. Vâng, ông nội. Sao ông cũng hùa theo làm loạn vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty phải xưng chức vụ. Cố Tứ Hải, cháu nể mặt ông quá rồi đấy. Con dám nói chuyện với ta như thế à? Con cứ nói như vậy đấy. Nể mặt ông, gọi ông một tiếng là ông nội. Nếu tôi không nể mặt, ông cũng chỉ là một lão già thôi. Cố Tình Vũ, ngươi định làm phản phải không? Làm phản thì sao? Sau lưng tôi có nhà họ Triệu, còn ông, vột gia chủ họ Cố hữu danh vô thực. Muốn đè ép con, mơ đi. Cố Nhược Hy, đây là thông báo chấm dứt hợp tác từ tập đoàn Triệu Thị. Cô là tổng giám đốc của Cố Thị, hôm nay nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Triệu Thị muốn chấm dứt hợp tác, đó là việc nội bộ của họ, liên quan gì đến tôi? Công tử nhà họ Triệu, Triệu Anh Kiệt, theo đuổi cô 8 năm,
mà cô lại gả cho Lâm Phàm, một bảo vệ, khiến cho công tử Triệu mất mặt, dẫn đến việc tập đoàn Triệu thị chấm dứt hợp tác. Giờ cô còn định trốn tránh trách nhiệm, kết hôn với ai là tự do của tôi. Nếu tập đoàn Triệu thị vì chuyện tình cảm vốn không tồn tại, ảnh hưởng đến dự án hàng chục tỷ, cũng không phải là đối tác tốt của chúng ta. Vì sự thành công của dự án Lăng Vân, chúng ta đã đầu tư hơn 100 tỷ tài sản. Nếu thất bại, tập đoàn Cố thị sẽ không còn tồn tại, và dự án Lăng Vân không có sự ủng hộ của Triệu thị, bá chủ Đông gia thì hoàn toàn không thể thành công. Bây giờ cô còn mặt mũi nói với tôi về tự do ư? Tự do đáng giá bao nhiêu? Trong 8 năm qua, tôi đã dẫn dắt tập đoàn Cố thị từ giá trị thị trường 10 tỷ lên đến 300 tỷ như bây giờ. Tôi cũng có thể dẫn dắt tập đoàn Cố thị vượt qua khó khăn. Vượt qua như thế nào? Cô nói cho tôi biết làm sao để vượt qua. Chỉ cần cho tôi một tháng để kêu gọi đầu tư 50 tỷ, tôi sẽ lấp đầy khoảng trống mà Triệu thị rút lui để lại, đảm bảo dự án Lăng Vân diễn ra suôn sẻ. Thật là nực cười, thiếu hụt 5 tỷ vốn, có bán cả cô, Cố Nhược Hy cũng không bù đắp nổi. Hiện giờ cô chỉ có một con đường duy nhất, đó là nhường vị trí tổng giám đốc tập đoàn Cố thị cho tôi và ly hôn với Lâm Phàm, rồi cầu xin cậu Triệu tha thứ. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể thuyết phục nhà họ Triệu hợp tác lại và cứu vớt toàn bộ tập đoàn Cố thị. Ông chú xấu xa, không được ép bố mẹ cháu ly hôn, câm miệng, nhóc con, không phải chuyện mày xen vào, đừng bắt nạt mẹ nữa. Cẩn thận, cháu sẽ không khách sáo với chú đâu, tránh ra một bên đi, nhóc con. Cố Tình Vũ, anh không cần phải làm càn ở đây, tôi sẽ không ly hôn với Lâm Phàm. Lâm Phàm, tên bảo vệ hôi hám đó, còn chẳng bằng một sợi lông chân của công tử Triệu. Công tử Triệu có thể bỏ qua hiềm khích mà chấp nhận cô, đó là phúc phần của cô đấy, may mắn lắm đấy. Vậy thì cái phúc đó anh tự mà hưởng đi, không do cô quyết định nữa đâu. Tôi đề nghị bãi nhiệm Cố Nhược Hy khỏi vị trí tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, và tôi sẽ đảm nhận vị trí đó. Ai tán thành? Ai phản đối? Tôi ủng hộ Cố Tình Vũ tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Tổng giám đốc Cố, cô nên nghĩ đến đại cục, không thể cứ trơ mắt nhìn tập đoàn Cố thị đi đến diệt vong được. Các người không thể tin tưởng tôi hơn một chút sao? Không phải là không tin cô, mà là chúng tôi không dám đánh cược. Đúng vậy, tổng giám đốc Cố, bây giờ xem ra nhà họ Triệu mới là lựa chọn hợp lý nhất. Cố Nhược Hy, nghe rõ chưa? Tôi mới là người mà họ tin tưởng nhất làm tổng giám đốc. Cố Tình Vũ, anh lại đi giúp người ngoài bắt nạt người nhà mình sao? Câm miệng. Ông già kia, đây không phải chỗ để ông nói chuyện. Cố Nhược Hy đã tận hưởng rất nhiều tài nguyên của tập đoàn Cố thị thì nên trả giá. Phụ nữ ấy mà, ai chơi mà trả như nhau. Ngươi. Cố Nhược Hy, tôi hỏi cô lần cuối, cô đồng ý hay không đồng ý? Mẹ ơi, ông Cố ơi, đừng sợ, khi bố đến, chú xấu sẽ không dám bắt nạt nữa đâu. Cái tên bảo vệ đó có thể lấy ra 5 tỷ để giúp mẹ mày à? Hừ, bố tôi nói rồi, Trịnh Càn Khôn giàu có sẽ nghe lời bố tôi. Một lát nữa bố sẽ đến đây cùng với Trịnh Càn Khôn. Bố còn thật sự nói vậy à? Đúng vậy, bố còn ngoéo tay với Thất Thất nữa, chắc chắn bố sẽ không lừa Thất Thất đâu. Vậy thì nói cho chú nghe xem, ông chủ của tập đoàn Trịnh trị giá hàng nghìn tỷ, tại sao lại vì một người bảo vệ nghèo kiết mà đắc tội với nhà họ Triệu? Tất nhiên là vì bố tôi lợi hại mà, bố là siêu nhân, võ công vô địch, có thể tay không tháo gỡ bom hạt nhân nữa. Tiểu Thất, đừng nói nữa, chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào, nhưng ba thật sự đã hứa với Thất Thất. Được rồi, Cố Nhược Hy, suy nghĩ lại đi. Cô nghĩ tôi không biết sao? Cô đã liên tục 7 ngày tìm tổng giám đốc Trịnh, kết quả đến cửa cũng không vào được. Còn tôi và cậu chủ Triệu, ngay từ ngày đầu tiên tổng giám đốc Trịnh đến Đông Giang, chúng tôi đã cùng ăn tối và trò chuyện rất vui vẻ. Tổng giám đốc Trịnh sao có thể vì cô mà đối đầu Triệu gia, kẻ thống trị Đông Giang? Cố Nhược Hy, nếu không có đầu tư thì mau ký hợp đồng đi. Cố Tình Vũ, anh điên rồi à? Chú xấu xa, không được bắt nạt mẹ tôi. Cẩn thận tôi dùng phi đao nhỏ đánh chú đấy. Phi đao bay thật dễ thương. Ta sẽ giải quyết luôn cả nhóc con này, để sau này cậu chủ Triệu khỏi phải phiền lòng. Giải quyết một lần cho xong, để cậu chủ Triệu khỏi phải phiền lòng. Hôm nay, nếu anh dám hung dữ với con gái tôi lần nữa, tôi sẽ nghiền nát anh ra thành tro bụi. Ba. Lâm Phàm. Lão Trịnh. Nói gì đi chứ? Tập đoàn Tân Đạt chúng tôi rất quan tâm đến dự án Lăng Vân.
của quý công ty rót vốn 100 tỷ. Cô thấy chúng ta có thể hợp tác được không? Vốn 100 tỷ, chỉ cần 10% lợi nhuận. Từ dự án Lăng Vân của chúng ta, thấp hơn 40% so với tập đoàn Triệu Thị, đúng, chính xác là như vậy. Chỉ cần cô ký tên, 100 tỷ sẽ được chuyển vào tài khoản của Cố Thị ngay lập tức. Lâm Phàm, hóa ra anh thực sự quen Tổng Giám Đốc Trịnh. Tôi đã nói rồi, chúng tôi là đồng nghiệp, mà cô không tin, bố đúng là siêu nhân. Thất thất tin bố. Anh đã từng đứng gác cho Tổng Giám Đốc Trịnh, làm bảo vệ sao? Tôi có một đề nghị, tôi muốn Tổng Giám Đốc Cố tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Cố Thị. Ai tán thành, ai phản đối? Tôi tán thành. Tôi tán thành, tôi phản đối. Phản đối không có hiệu lực. Xin lỗi, kẹt xe trên đường, nên đến muộn, không sao chứ? Bố, đây chính là tên xấu xa đã bắt nạt mẹ. Nghe nói ở đây có người, vì 50 tỷ mà ép vợ tôi từ chức. Chỉ vì 50 tỷ thôi à, anh thật to gan đấy, anh có thể bỏ ra 50 tỷ không? Chỉ là 50 tỷ thôi, đối với tôi, đó chỉ là một con số tiền này tôi đã chi ra rồi. Làm bộ làm tịch, tên bảo vệ hôi thối, miệng nói là 50 tỷ, ai cho anh dũng khí thế, tôi. Trịnh Tổng, Chủ tịch Tập đoàn Tenda, Trịnh Càn Khôn, sao ông ấy lại đến đây, có phải là ông ấy bị lòng chân thành của Cố Nhược Hy làm cảm động không, vì anh Lâm đã nói. Nên số tiền 50 tỷ này, ông Trịnh đã bỏ ra. Trịnh Tổng, ý của ngài là ngài sẽ đầu tư 50 tỷ vào tập đoàn Cố Thị sao? Ông Trịnh, đừng dài dòng nữa, ký hợp đồng đi, Lâm Phàm, anh dám bất kính với Trịnh Tổng như vậy, anh quá coi thường ông ấy, rồi đấy. Giám đốc Trịnh, chào mừng ngài đến thăm tập đoàn Cố Thị, ngài đến tìm tôi phải không? Không thể đón từ xa, xin hãy thứ lỗi, tôi có quen anh không? Tuần trước chúng ta đã ăn tối cùng nhau, tôi và Triệu Anh Kiệt, Cố Tình Vũ, người bên cạnh thiếu gia Triệu đây, không quen, tránh ra, Lâm Phàm. Giám đốc Trịnh đang đứng, mà cậu lại ngồi ở đây, cậu thật không nể mặt giám đốc Trịnh, nhìn xem, ông ấy kìa, tôi dám nhường chỗ, cậu hỏi xem ông ấy dám ngồi không, Cố Nhược Hy, đây là người chồng tốt của cô sao, nếu làm giám đốc Trịnh phật ý, thì hai người chính là tội nhân của tập đoàn Cố Thị. Làm gì có chuyện phật ý hay không, trước mặt anh Lâm, giám đốc Trịnh, tự nhiên phải đứng rồi. Đến lượt anh nói linh tinh à? Giám đốc Cố, nếu không có ý kiến về nội dung hợp đồng, thì ký đi. Giám đốc Trịnh, ngày mai tôi sẽ tổ chức họp báo và tuyên bố về việc Tenda góp vốn, công bố kế hoạch giai đoạn 2 của dự án Lăng Vân. Đến lúc đó, mong ông đến tham dự. Được, tôi chắc chắn sẽ có mặt. Giám đốc Trịnh, dự án Lăng Vân là thứ mà nhà họ Triệu yêu cầu. Ông định đầu tư cho Cố Nhược Hy sao, thì sẽ hoàn toàn đắc tội với nhà họ Triệu. Ông nên suy nghĩ kỹ. Tập đoàn Tenda của tôi muốn đầu tư vào đâu, phải xem sắc mặt nhà họ Triệu sao, không ngờ ở Đông Giang này, lại có người dám không nể mặt, nhà họ Triệu. Công tử Triệu. Trịnh Càn Khôn, tay anh, cũng quá dài rồi đấy, định thò tay vào nồi của tôi, để gắp thức ăn sao, công tử Triệu, anh cuối cùng cũng đến, Trịnh Càn Khôn của Tenda, đang phá hoại kế hoạch của anh, sao, tập đoàn Tenda của tôi, không ăn được sao? Tập đoàn Tenda tất nhiên có trọng lượng, nhưng đây là Đông Giang của nhà họ Triệu, ở Đông Giang, rồng cũng phải ngoan ngoãn mà cúi đầu. Và cả cô, Cố Nhược Hy, sự kiên nhẫn của tôi với cô, đã đến giới hạn rồi, tôi cho cô 3 giây, lập tức ly hôn với tên bảo vệ này, trở về ngoan ngoãn làm thú cưng cho tôi, nếu không thì, tôi sẽ ngay tại đây, máu chảy thành sông, chó gà không còn, tao cũng cho mày 3 giây, cút khỏi tầm mắt của tao. Nếu không thì chết. Anh Triệu, giữa ban ngày ban mặt, mà ảnh còn muốn ra tay sao? Còn có luật pháp là gì không? Ở Đông Giang, nhà họ Triệu chính là luật pháp. Trịnh Càn Khôn, ông thật sự muốn vì tên bảo vệ nhỏ bé Lâm Phàm này đối đầu với nhà họ Triệu Đông Giang sao? Có ta ở đây. Đừng hòng động vào một sợi tóc của anh Lâm. Người khác sợ ông Trịnh, nhưng tôi, Triệu Anh Kiệt, không sợ. Ở Đông Giang, nhà họ Triệu là trời. Tenda của ông có nhiều tiền đến đâu, nhà họ Triệu tôi chỉ cần nói không, ông cũng không tiêu được một xu. Lục Giác Tinh. Nhà họ Triệu có liên quan đến Hida, lần này tiêu rồi, không ngờ Triệu Anh Kiệt lại cắt đứt quan hệ với Trịnh Tổng. Trịnh Tổng không phải là đối thủ, không thể đấu lại hắn ta. Người đâu, đem Trịnh Càn Khôn và tên bảo vệ thối Lâm Phàm chặt làm đôi cho ta.
anh định làm gì? Dám động đến tôi một chút, tôi sẽ khiến anh và Cố Thị không còn đất để chôn, người chết không có chỗ chôn. Là mày đấy, bố giỏi quá, Lâm Phàm, đừng manh động, ông nội nói đúng, nhà họ Triệu có quyền lực ở Giang Đông, nếu anh giết hắn, hậu quả sẽ không lường được đâu, nghe thấy không, nhóc con. Còn không mau thả bổn thiếu gia ra. Xem như ngươi đánh giỏi. Bổn thiếu gia cho ngươi một cơ hội làm chó, nếu ngươi thể hiện tốt, sau này khi ta lên giường với vợ ngươi, sẽ để ngươi gác ngoài cửa. Ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Long, Lâm Phàm, ngươi dám đánh Triệu công tử, dù trời có sập cũng không cứu nổi ngươi. Lâm Phàm, anh gây họa lớn rồi, anh có biết không, người gây họa là nhà họ Triệu, đừng có mà làm bộ ngạo mạn, có được không? Thế lực của Tổng Giám đốc Trịnh không nằm ở Đông Giang. Anh đắc tội với nhà họ Triệu, là địa bàn của hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lâm Phàm, ngươi có gan đấy, để tôi nói cho ngươi biết, dù có là chúa cũng không cứu nổi ngươi, tôi nói đấy. Cố Nhược Hy, tôi cho cô 24 giờ, đem xác Lâm Phàm, cởi trần chuồng, đến trước cửa nhà tôi xin lỗi, nếu không, tôi sẽ làm cho nhà họ Cố tuyệt diệt. Bão tố sắp đến rồi, đừng lo, người tôi đánh. Tôi sẽ chịu hậu quả, đó là nhà Triệu ở Đông Giang đấy, anh gánh hậu quả thế nào? Tổng Giám đốc Cố, không xong rồi, vừa nhận được tin, công ty cung cấp đất thương mại, vừa thông báo, công ty Khải Minh muốn hủy hợp đồng với chúng ta. Cái gì, sao có thể như vậy? Tổng Giám đốc Khải Minh nói, nhà Triệu đã ra lệnh phong tỏa, cả Đông Giang sẽ không có bất kỳ công ty nào dám bán đất cho chúng ta. Ha ha, Cố Nhược Hy, cô tiêu đời rồi, dự án Lăng Vân không thể tách rời khỏi môi trường địa lý đặc biệt của Đông Giang, không có đất, dự án Lăng Vân sẽ không có gốc rễ, hoàn toàn bị bỏ hoang, lần này, tôi muốn xem các người, lấy gì đấu với nhà họ Triệu. Đến lượt nhóc con này, lên tiếng à, tốt, cứng cỏi đấy, anh giỏi thì giúp cô ta, kiếm lấy 1 vạn mẫu đất đi, không có đất, buổi họp báo ngày mai, xem các người làm thế nào. Nhớ kỹ, các người chỉ có 24 giờ. Yên tâm, chuyện đất đai, tôi sẽ lo liệu, anh lo liệu bằng cách nào, cả Đông Giang, 1 vạn mẫu đất. Chỉ vài nhà có, ai dám mạo hiểm, đắc tội với nhà họ Triệu, ai bán đất cho chúng ta, Phượng Ngâm Các có đất, khắp nơi trong cả nước, có thể tìm mua từ họ mà. Phượng Ngâm Các, ngang hàng với tứ đại gia tộc, ở Thượng Kinh, chỉ đứng sau Long Nha Đại Hạ, thế lực hàng đầu, Phượng Ngâm Các không sợ nhà họ Triệu, nhưng đất đai, là ngành trọng yếu của họ, sao bán cho chúng ta được chứ, chiêu rút củi dưới nồi của nhà họ Triệu. Đã hoàn toàn đẩy chúng ta vào đường cùng rồi. Hay là chúng ta cân nhắc điều kiện của công tử Triệu đi, dù sao thì tên nhóc đó không phải thân thích gì, không cần vì hắn mà quyết đấu đến cùng với nhà họ Triệu. Đồ xấu xa, im đi, bố nói rồi, bố có cách. Cách gì chứ, tai họa này là do hắn gây ra, theo tôi thì nên giao hắn ra ngoài, lấy chết đền tội, đủ rồi. Lâm Phàm vì giúp tôi mới đắc tội với Triệu Anh Kiệt, tôi không thể giao anh ấy ra được. Vậy tức là cô định lôi cả Cố Thị để chôn cùng với hắn sao? Mọi người yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ có lời giải thích với hội đồng quản trị, dù tôi có chết cũng không để Cố Thị bị tổn hại. Cầm cái này đi, nhớ phải mua với giá 1 đồng, chỉ 1 đồng thôi. Gì cơ, anh bảo tôi cầm 1 đồng đi mua 10.000 mẫu đất. Thất Thất, bố đi trước nhé, con ở lại với mẹ nha. Dạ. Nhược Hy này, Lâm Phàm này có phải có vấn đề về đầu óc không, thế mà lại bảo con cầm một chiếc vòng cổ răng sói đi đến Phượng Ngâm Các để gây rối sao? Đúng vậy, đó là Phượng Ngâm Các, họ Triệu cũng phải cúi đầu. Ba không có bị bệnh đâu, những gì ba nói đều là thật, mẹ hãy mau làm theo những gì ba nói đi. Con còn nhỏ lắm, con không biết Phượng Ngâm Các đáng sợ đến mức nào đâu, ba của con thật sự rất lợi hại, ông nói hôm nay dẫn Trịnh Càn Khôn đến thì thật sự đã dẫn đến rồi. Ba sẽ không lừa dối Tiểu Thất đâu. Nhược Hy à, con không thực sự định đi chứ? Nếu đó là giả, Phượng Ngâm Các trách tội thì sao? Chúng ta không thể chịu nổi đâu. Đây là cơ hội duy nhất để ta lật ngược tình thế. Dù có thất bại, con cũng phải thử một lần. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Đi nào. Tập hợp người điều tra gia đình họ Triệu, tôi muốn biết tất cả hành động của nhà họ Triệu trong những năm gần đây, rõ thưa chủ nhân.
Giám đốc Cố, hay chúng ta về thôi. Phượng Ngâm Các rất đáng sợ. Chúng ta đang nhảy múa trên lưỡi dao đấy. Hội trưởng Vương, mấy người này cứ lì không đi. Cứ khăng khăng muốn gặp ngài. Ngài chính là người phụ trách chi nhánh Đông Giang của Phượng Ngâm Các, hội trưởng Vương phải không? Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị. Tôi không cần biết cô là tổng giám đốc gì, cũng không quan tâm cô đến Phượng Ngâm Các để làm gì, lập tức rời khỏi đây ngay. Hội trưởng Vương, chúng tôi đến bàn chuyện làm ăn. Một công ty nhỏ như Cố Thị, cô có tư cách gì bàn chuyện làm ăn với Phượng Ngâm Các? Tổng thanh tra trụ sở chính sắp đến kiểm tra công việc, cậu đưa những người này vào. Cậu muốn tôi bị mắng sao? Đuổi họ ra ngay lập tức. Hội trưởng, tôi đã đuổi họ rồi, nhưng họ không chịu đi, vậy thì đánh đuổi, nghĩ Phượng Ngâm Các của ta chỉ ăn chay sao? Các người mau rời đi ngay. Chú ơi, đừng đuổi chúng cháu, là ba chục cháu bảo chúng cháu đến đây, chúng cháu còn có tín vật, chú xem này, tín vật. Cái này, ở đâu ra vậy? Là tín vật của ba cháu, ông ấy nói cầm cái này, có thể mua 1 vạn mẫu đất, với giá 1 đồng tại đây. Cô bé này, nói đều là thật, đúng vậy, chồng tôi đã nói thế. Tuy nhiên, Cố Thị chúng tôi làm ăn, luôn coi trọng công bằng và minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng mua 1 vạn mẫu đất công nghiệp của Phượng Ngâm Các với giá thị trường. Ha ha. Vậy thì nói thế này, tôi còn phải cảm ơn các người đấy. Chú ơi, không cần khách sáo, im miệng, to gan. Dám đến Phượng Ngâm Các lừa đảo, hội trưởng Vương. Có phải có hiểu lầm gì không? Chúng tôi không có ý định lừa đảo. Hiểu lầm cái quái gì? Người đâu, bắt hết cho ta. Không phải, hội trưởng Vương. Chú xấu, vừa thả mẹ cháu ra, nếu không, bố cháu đến, sẽ đánh chết chú đấy. Bố mày à, hừ, đất đai là tài sản cốt lõi của Phượng Ngâm Các, dựa vào sợi dây chuyền rách nát này mà muốn lừa đảo, dù hắn không đến, Phượng Ngâm Các của chúng ta cũng sẽ không tha thứ. Cố tổng, giờ làm sao đây? Tôi đúng là điên rồi, mới tin vào trò của Lâm Phàm. Thật sự mang một chiếc răng sói đến đây để mua đất, lừa đảo không thành, thì lại muốn giả điên giả dại, để qua mắt người khác. Không đời nào, người đâu, bắt hết chúng cho ta. Bất kể lớn nhỏ, không tha một ai, đánh gãy tay chân hết cho ta, để cho mọi người biết sức mạnh của Phượng Ngâm Các. Hội trưởng Vương, xin đừng động đến họ, muốn giết muốn mổ, tôi sẵn sàng nghe theo. Ông là chú xấu xa, trả đồ của bố đây, trả lại cho cháu. Được thôi, tự đến mà lấy. Anh đang làm gì vậy, trưởng Long? Trưởng Long, ngài làm gì vậy? Vừa xảy ra một chút việc nhỏ, sẽ xử lý ngay lập tức. Xử lý cái gì, mày là đồ mắt chó, không biết nhìn, mày có biết, mày vừa suýt gây ra đại họa không? Đại họa? Chúng nó dám lừa đảo ở Phượng Ngâm Các, là lỗi của tôi không giám sát, tôi sẽ dọn dẹp chúng ngay, biến ra chỗ khác. Trưởng Long, chắc hẳn, có sự hiểu lầm gì ở đây? Chúng tôi đến để mua đất, tuyệt đối không có ý định lừa đảo. Trước mặt chủ tịch Long, cô còn dám chối cãi, câm miệng lại. Cái nanh sói này là do cô mang đến, đúng, là chồng tôi, Lâm Phàm đưa cho tôi. Cái gì, Lâm Phàm là chồng của cô? Đúng vậy, Lâm Phàm là ba của tôi. Ba bảo mẹ, mang cái này đến đây. Xin lỗi chủ tịch Long, chúng tôi đã quá đường đột, chúng tôi sẽ đi ngay, đợi đã. Gây chuyện ở Phượng Ngâm Các, rồi muốn bỏ đi à? Mơ đi. Lắm lời quá. Xin hỏi, các người muốn chúng tôi làm gì? Chúng tôi muốn mua 1 vạn mẫu đất Đông Giang của Phượng Ngâm Các. 1 vạn mẫu đất Đông Giang của Phượng Ngâm Các. Dù người phụ nữ đó có dùng lời ngon tiếng ngọt thế nào, thuộc hạ cũng sẽ không bị lừa. Vương Khải Nhiên à, Vương Khải Nhiên, anh đúng là có mắt như mù. Chữ Phàm khắc trên chiếc răng sói này là do chính tay các chủ khắc lên. Cách đây 5 năm, các chủ đã dặn dò các chi nhánh trên toàn thế giới, thấy chiếc răng sói này, như thấy các chủ. Chiếc răng sói này là thật, một nhân vật như các chủ, sao có thể đưa một tín vật quyền lực như vậy cho một người nhỏ bé của gia tộc Cố ở Đông Giang? Vương Khải Niên, đây không phải là vấn đề mà anh nên quan tâm. Bây giờ anh nên lo lắng về việc làm sao để đối mặt với việc bị sa thải. Long chủ tịch, Long thủ tịch, xin tha cho tôi. Các chủ, người mà ngài ngày đêm mong nhớ, đã xuất hiện rồi.
Lâm Phàm, kẻ vô tâm đó. Bây giờ đang ở đâu? Ở Đông Giang, các chủ, nghe nói anh ta đã kết hôn rồi, vật tín là do vợ anh ta mang đến. Kết hôn rồi ư? Không sao, cướp lại là được. Hủy hết tất cả các công việc, đặt chuyến bay sớm nhất, tôi muốn đến Đông Giang. Thất Thất đã ngủ rồi. Hôm nay cô không đến phụ ngâm các à? Có đến, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ, còn suýt bị trưởng bộ phận ở chi nhánh Đông Giang. Tưởng là kẻ lừa đảo, bị đánh gãy tay, gãy chân. Đúng là tìm chết. Thôi nào, đừng lúc nào cũng nói chuyện đánh đấm giết chóc. Sau đó có một người tên Long đến lấy đi Lang Nha, không nói có hợp tác hay không, chắc là Long Kiếm Phi. Nếu là anh ta thì cô yên tâm, buổi họp báo ngày mai Phượng Ngâm Các nhất định sẽ bán đất đai cho cô. Thôi được rồi, không cần an ủi tôi nữa, cái người đứng đầu Long Các đó cũng coi như là người biết lý lẽ. Anh ta lấy đi Lang Nha chắc là để tránh cho chuyện tương tự xảy ra. Cùng tôi uống rượu đi nào. Lâm Phàm, anh nói xem, tại sao tôi lại muốn làm một việc nhỏ mà lại khó khăn đến vậy? Tôi thật không hiểu nổi, như thể mọi người đều chống lại tôi vậy. Tôi chỉ muốn hoàn thành di nguyện của cha tôi, làm cho nhà họ Cố trở nên mạnh mẽ và phát triển. Cô uống say rồi, để tôi dìu cô về phòng nghỉ ngơi nhé. Thất Thất ngủ rồi, tôi không muốn mùi rượu trên người ảnh hưởng đến con bé. Đi qua phòng của anh đi. Ba mẹ ơi, hai người định sinh cho Thất Thất một em trai nhỏ hả? Nếu cô lo lắng quá, thì mình hủy buổi họp báo đi, chờ đến khi khu đất Phượng Ngâm. Không được. Buổi họp báo đã định sẵn, nếu giờ hủy đột ngột, giới kinh doanh sẽ mất niềm tin vào dự án Lăng Vân và cả tập đoàn Cố Thị. Hy vọng Tổng Giám đốc Trịnh và sự gia nhập của Viện Sĩ Ngụy có thể khiến mọi người có thêm chút niềm tin vào chúng ta. Yên tâm, có tôi ở đây. Kính thưa quý vị khách mời, chào tất cả mọi người, tôi là Cố Nhược Hy, Tổng Giám đốc của Cố Thị. Hôm nay, tôi sẽ thay mặt Cố Thị tuyên bố 3 điều. Trước tiên, tôi xin tuyên bố, Tập đoàn Cố Thị chính thức nhận khoản đầu tư 100 tỷ từ Tập đoàn Tenda. Từ nay, hai bên chúng tôi sẽ cùng nhau hoàn thành việc phát triển dự án Lăng Vân. Tiếp theo, Viện sĩ Ngụy Tường Vũ, đi đầu lĩnh vực năng lượng mới, sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc công nghệ của công ty chúng tôi. Ông sẽ phụ trách tiến độ phát triển toàn bộ dự án Lăng Vân. Với sự tham gia của Viện sĩ Ngụy, tiến độ phát triển toàn diện sẽ tăng ít nhất 30%. Cuối cùng, tôi quyết định trích 10% cổ phần từ dự án Lăng Vân chuyển thành cổ phiếu thực với giá mỗi cổ phiếu là 1 tỷ để đấu thầu. Hiện tại, việc đầu tư vào dự án Lăng Vân đã vượt qua 30 tỷ từ lâu. Tổng Giám đốc Cố hiện đang đấu thầu với giá mỗi cổ phiếu 1 tỷ. Đây là một sự bán tháo lỗ vốn, có vẻ như họ đang cắt giảm lợi nhuận để tìm kiếm nhiều đối tác hơn, cùng chống lại nhà họ Triệu. Có cần thiết như vậy không? Tổng Giám đốc Cố, theo như tôi biết, dự án Lăng Vân ít nhất cần 10.000 mẫu đất. Cô ở đây nói về tiền bạc, nói về kỹ thuật, tại sao không nói một chút về vấn đề đất đai? Việc đó không nằm trong chương trình họp báo hôm nay. Tổng Giám đốc Cố, nếu cô đấu thầu, thì chắc chắn phải nói rõ tình hình thực tế cho chúng tôi. Cố Thị rốt cuộc có 10.000 mẫu đất công nghiệp để phục vụ cho dự án Lăng Vân hay không? Cô ấy không thể hứa chắc được, vì Cố Nhược Hy ở Đông Giang không có một mẫu đất công nghiệp nào. Cố Nhược Hy, tôi đã bảo cô mang theo
Xác của Lâm Phàm, cởi hết quần áo, quỳ trước cửa nhà họ Triệu xin lỗi, hôm nay còn dám đến tổ chức họp báo. Cô thực sự không hề quan tâm đến ý kiến của tôi. Triệu Anh Kiệt, anh đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh anh, không phải tôi đến dự họp báo sao? Tôi đến để đấu thầu. Tôi đại diện cho nhà họ Triệu đưa ra giá 1 đồng để chiếm 70% cổ phần của dự án Lăng Vân. Cô tuyệt vọng rồi chứ, khi công tử nhà họ Triệu nuốt trọn dự án Lăng Vân của Cố Thị, bắt cô quỳ dưới chân anh ấy, xin anh ấy chiếm đoạt cô, lúc đó cô chắc chắn sẽ khóc lớn, ha ha. Miệng chó không mọc được ngà voi. Thiếu gia, anh phải trả thù cho tôi đấy, đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Lâm Phàm, hôm nay tôi sẽ cho anh biết, cái tát này sẽ mang lại, cái giá nào cho anh, người đâu, phế hắn đi. Tôi nghĩ anh quên, cảm giác bị đánh là thế nào rồi. Anh nghĩ lần này tôi đến, mà không có chuẩn bị gì sao, những người này đều là tinh anh được nhà họ Triệu đào tạo, không phải là những tên tay sai bình thường, hôm nay ông đây sẽ lột da của anh. Người đâu, phế hắn đi, đừng, tôi đồng ý với điều kiện của anh, để anh dùng 1 đồng, chiếm 70% cổ phần, dự án Lăng Vân, xin đừng làm hại Lâm Phàm. Thật là tình cảm vợ chồng sâu đậm, bổn thiếu gia đổi ý rồi, giờ ta không chỉ muốn 70% cổ phần, dự án Lăng Vân, mà còn muốn 60% cổ phần, tập đoàn Cố Thị của cô. Triệu Anh Kiệt, anh thật sự điên rồi, anh tham lam như vậy, không sợ nghẹn chết sao, tôi xưa nay ăn rất khỏe, Cố Nhược Hy, tôi sẽ nuốt chửng cô. Hôm nay phải ký nó, nếu không, ta sẽ khiến hai người chết không chỗ chôn. Tại sao phải ký vào tờ giấy này? Lâm Phàm, anh nghĩ mình là ai chứ? Đây là chuyện của nhà họ Triệu và nhà họ Cố, không đến lượt anh lên tiếng, dựa vào việc tôi là chồng của Cố Nhược Hy. Lâm Phàm, anh không nghĩ rằng xé nát tài liệu này là có thể cứu tập đoàn Cố Thị chứ? Cả Đông Giang dám không chịu sự kiềm chế của nhà Triệu, và có một vạn mẫu đất chỉ có Phượng Ngâm Các, trừ khi anh có thể mua hết đất của Phượng Ngâm Các, tôi không cần phải mua, cô ta sẽ tự tay mang đến cho tôi. Ha ha, Lâm Phàm, anh điên rồi à? Ai mà không biết hôm qua Cố Nhược Hy đến Phượng Ngâm Các, chưa nói hết hai câu đã bị đuổi ra ngoài, anh muốn Phượng Ngâm Các tự tay đến hợp tác với anh, đúng là mơ mộng. Lâm Phàm, chuyện của Phượng Ngâm Các vẫn còn chưa chắc chắn, yên tâm, cô ta chắc chắn sẽ đến, tôi nói đấy. Ngông cuồng, Phượng Ngâm Các và bốn đại gia tộc của đế đô cùng là thế lực hàng đầu của đại hạ, ai cũng biết rằng cốt lõi của Phượng Ngâm Các chính là quỹ đất, cô ta dựa vào cái gì mà bán cho cậu, dựa vào việc ông đây là Lâm Phàm. Ha ha, Lâm Phàm, cậu thật sự là một nhân vật rất tài ba, Phượng Ngâm Các cũng phải nể mặt cậu. Cậu nói đúng đấy, Phượng Ngâm Các của tôi thật sự phải nể mặt anh ấy. Cô là ai? Trước mặt cậu chủ nhà họ Triệu, cô có tư cách nói chuyện sao? Không biết nói thì im đi. Đây chính là các chủ của Phượng Ngâm Các, tiểu thư Hạ Khuynh Thành. Cô là các chủ Phượng Ngâm Các, thật trẻ trung và xinh đẹp. Cô còn đẹp hơn cô ấy. Nói nhỏ thôi, tôi thấy cô ấy không có ý tốt. Đừng có chọc giận cô ấy. Cô ấy đến để tặng quà cho cô đấy. Các chủ Hạ, đại giá quang lâm Đông Giang, Triệu mỗ không thể đón từ xa. Xin thứ lỗi, anh là ai? Tôi là Triệu Anh Kiệt, của nhà họ Triệu ở Đông Giang. Năm ngoái tại tiệc gia đình nhà họ Tần, tôi đã gặp cô một lần. Nhà họ Triệu ở Đông Giang, chưa từng nghe qua, là gia tộc nhỏ nào à? Không quan trọng, ngài biết nhà họ Tần là tốt rồi. Các chủ Hạ, ngài đến đúng lúc. Ở đằng kia có một tên, tên là Lâm Phàm, hắn ta buông lời ngông cuồng, nói muốn mua đất của Phượng Ngâm Các. Thật sao? Lâm Phàm nói thế à? Đúng vậy, chính là tên hỗn láo đó. Ai mà không biết, tài sản cốt lõi của Phượng Ngâm Các chính là quỹ đất dự trữ, hắn muốn nhổ tận gốc rễ của ngài đó. Các chủ Hạ, đừng nghe Triệu Anh Kiệt suối bẩy, Lâm Phàm không có ý đó đâu. Cô là Cố Nhược Hy phải không? Đúng là một mỹ nhân, Lâm Phàm chỉ muốn giúp cô mua đất cho tập đoàn Cố Thị. Các chủ Hạ, ngài có định bán không? Các chủ Hạ, ngài thấy đấy, bọn họ có ý đồ bất chính, thậm chí không còn che giấu gì nữa. Tôi có thể bán 10.000 mẫu đất cho cô, nhưng với điều kiện cô phải đồng ý với tôi. Hạ Khuynh Thành, làm kinh doanh thì cứ đưa ra điều kiện gì chứ, cô ấy đồng ý là được rồi. Thứ khác là chuyện nhỏ, đừng nói nữa. Hạ các chủ, cô có điều kiện gì cứ nói ra, tập đoàn Cố Thị của chúng tôi sẵn sàng trả gấp đôi giá thị trường. Tiền đối với tôi chỉ là con số mà thôi. Lâm Phàm đã nói rồi, lấy 1 đồng để mua 10.000 mẫu đất, cứ làm theo lời anh ta. Vậy tôi cần phải làm gì? Không có gì khó khăn cả,
chỉ cần cô ly hôn với Lâm Phàm và để anh ấy cho tôi. Hạ các chủ, cô không đùa đấy chứ? 1 đồng, theo giá trung bình 300.000 đồng, cho mỗi mẫu đất, 10.000 mẫu đất, tương đương với 3 tỷ nhân dân tệ. Cậu Lâm Phàm chỉ là một bảo vệ hôi hám, cậu ta làm gì có giá trị bằng 10.000 mẫu đất chứ? Anh đang dạy tôi làm việc đấy à? Giám đốc Cố ly hôn thì có thể đổi lấy 10.000 mẫu đất để dự án Lăng Vân. Cô đã đổ bao tâm huyết, có thể tiếp tục, cô sẽ không từ chối. Giao dịch này chứ, Hạ các chủ, Lâm Phàm là chồng tôi, là cha của con tôi. Vì vậy, hay là cô muốn thêm tiền? À không, ý tôi là, tôi sẽ không dùng hôn nhân để đổi lấy đất đai. Hạ Khuynh Thành, cô đã chơi đủ chưa? Cô thật sự là một người phụ nữ may mắn. Quyết định vừa rồi của cô, chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất mà cô từng đưa ra trong đời. Ý cô là gì, sau này cô sẽ hiểu thôi. Ký vào thỏa thuận này, và chuyển 1 đồng vào tài khoản của tôi, thì 10.000 mẫu đất ở Đông Giang này sẽ thuộc về cô, của cô rồi. Hạ các chủ, ngài có phải là, cô hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi là, tôi sẽ không ly hôn với chồng tôi. Tôi biết, đó là lý do tại sao cô xứng đáng với thỏa thuận này. Hạ các chủ, cô có thể nể mặt nhà họ Triệu của chúng tôi mà không bán mảnh đất này cho họ được không? Nhà họ Triệu có tư cách gì để tôi nể mặt? Hạ các chủ, nhà họ Triệu chúng tôi có mối quan hệ mật thiết với nhà họ Tần ở Đế Đô. Dự án Lăng Vân này, nhà họ Tần cũng rất coi trọng. Anh đang đe dọa tôi sao? Tôi không dám. Đừng làm vậy, buông tôi ra, làm ơn nghiêm túc đi. Đại tỷ à, ai ra, người ta nghe lời chị mọi thứ. Không phải ngoan sao? Hạ các chủ, rốt cuộc là tại sao chứ? Cô với tên Lâm Phàm này, rốt cuộc là có quan hệ gì? Đúng vậy, quan hệ gì thế? Triệu Anh Kiệt, cái thằng ngốc này, sao lại nhắc đến chuyện này, dám gây chuyện với tao. Triệu Anh Kiệt, mày nhiều lần bắt nạt vợ tao, hôm nay tao sẽ xử mày. Mày dám đánh, đánh gãy chân thiếu gia, mày tiêu đời rồi, tiêu đời thật rồi. Im miệng, đồ ăn cháo đá bát, cái thằng ngốc này, mang con chó chết này, cút ra ngoài, nếu không tao sẽ đánh gãy cả chân mày nữa, cút đi. Bình tĩnh đã. Anh có thể đừng bốc đồng như vậy được không? Anh đánh gãy chân hắn, không để yên đâu. Lần này, nhà họ Triệu chắc chắn sẽ tìm đến chỗ dựa sau lưng hắn đã, cầu cứu rồi phải không? Anh Lâm Phàm, anh quá đẹp trai rồi, em thích anh quá đi. Hôm nay cô chính là nhân vật chính ở đây, tất cả nguồn vốn, mối quan hệ, đất đai ở đây đều thuộc về cô, lên đi. Lên phát biểu đi. Thưa các vị, bây giờ tôi xin thông báo một việc cuối cùng. Vào lúc 10 giờ sáng ngày kia, tập đoàn Cố Thị của chúng tôi sẽ tổ chức lễ động thổ dự án Lăng Vân tại Đông Giang. Rất mong quý vị đến tham dự, mong được sự ủng hộ của quý vị. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Buổi họp báo hôm nay xin được kết thúc tại đây. Bố ơi, chân con bị Lâm Phàm đánh gãy rồi, bố giúp con trả thù. Anh Kiệt, con yên tâm, bố sẽ trả thù cho con, băm hắn thành trăm mảnh. Gia chủ, tôi đã tra được thông tin của Lâm Phàm, ngài xem đi. Hóa ra là em trai của cô ta. Em trai của ai? Alo, ông Tần, tôi đã tìm được em trai của người phụ nữ làm thuốc dẫn cho thiếu gia năm đó rồi. Ngay tại Đông Giang, giám sát chặt chẽ, không để hắn biến mất nữa. Tôi sẽ dẫn người đến ngay. Được, yên tâm đi, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo mọi thứ, nắm chắc họ trong tay. Thất Thất, con về phòng chơi một chút đi, mẹ và ba có chuyện cần nói. Hay là để Thất Thất ở lại đi, trong nhà này có chuyện gì mà không thể nói trước mặt nhau, tôi không muốn nói lần thứ hai. Còn chúc ba giữ gìn sức khỏe. Ngồi đi, này. Anh và Hạ Khuynh Thành, rốt cuộc có quan hệ gì? Chúng tôi thật sự không có gì, không quen lắm, anh không cần căng thẳng. Tôi đâu phải mới biết hôm nay,
Anh là đồ cặn bã. Này, cô có định kiến với tôi. Sao tôi lại thành đồ cặn bã được? Lúc chúng ta nhận giấy chứng nhận, tôi đã nói rồi, tôi không can thiệp vào đời sống riêng của anh. Nhưng anh cũng đừng giấu tôi. Tôi chỉ muốn biết, anh và Hạ Khuynh Thành đã phát triển đến đâu rồi? Thật sự không thân thiết. Không thân thiết. Vậy mà khi tôi cầm răng sói đi đến chi nhánh Phụng Ngâm Các, Hạ Khuynh Thành đã đến rồi. Đó gọi là không quen sao? Cái lăng nhà ấy, thật ra là tôi nhặt được. À, tôi cũng chỉ là thử vận may thôi, muốn cô thử xem thế nào. Vậy tại sao cô ta bán cho tôi 10.000 mẫu đất với 1 đồng và bảo tôi ly hôn với anh? À, cái này thì là vì, không rõ nữa, vì chuyện này. Cô cũng đã gặp cô ta rồi, đầu óc cô ta có chút. Xin lỗi, xin làm phiền một chút, các người đang nói về tôi sao? Cô đến nhà tôi làm gì? Đương nhiên là tìm anh rồi, gọi là không quen thuộc, người ta đã đến tận nhà rồi, chẳng lẽ không muốn tiếp khách? Giám đốc cũng cùng ở đây à? Giám đốc, cô phải giúp tôi nhé. Giúp cô, đúng vậy, hôm nay tôi bán vạn mẫu đất cho cô. Nhà họ Triệu đe dọa và dụ dỗ tôi, cô cũng đã thấy rồi đấy. Đành vậy thôi, tôi chỉ còn cách đến tìm anh, Lâm Phàm để bảo vệ tôi. Đừng có diễn nữa, cô là chủ của Phượng Ngâm Các, nhà họ Triệu đâu dám báo thù cô chứ, ai ra. Không sợ vạn cái chỉ sợ một cái, tôi là phụ nữ yếu đuối, tôi cũng không dám đánh cược mạng sống. Giám đốc cũng vậy, tôi làm thế này là vì hợp tác với gia tộc Cố Thị, mới ra nông nỗi này, cô sẽ không bỏ rơi tôi chứ. Mặc dù tôi rất muốn giúp cô, nhưng Thất Thất không thể rời xa ba, hay là tôi tăng cường thêm bảo vệ cho cô nhé. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi đã sớm nghĩ ra đối sách rồi, nếu cô không thể ra ngoài với tôi thì tôi sẽ chuyển vào đây ở. Nhà tôi không nhiều phòng trống vậy đâu, tôi có thể ngủ với anh cùng một phòng mà. Chỉ cần tổng giám đốc Hạ không chê, tôi đơn giản lắm, tôi có thể ngủ cùng với Thất Thất, sẽ có một phòng trống. Tổng giám đốc Cố quả thật là người có trách nhiệm, vậy thì tôi sẽ không làm phiền anh, đừng khách sáo. À đúng rồi, tôi mượn Lâm Phàm một chút, cô chắc sẽ không để ý đâu. Đó là chuyện của các cô, hãy để chúng tôi đi. Tôi không đi. Người ta cũng không để ý, anh làm bộ làm tịch cái gì, đi đi. Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có hành động lộn xộn. Vợ tôi còn ở đây, tôi là chủ của Phượng Ngâm Các, tôi còn không thể điều tra, hai người các người đang giả vờ. Nói chuyện nghiêm túc đi, chẳng có chút tình thú nào cả. Được rồi, tôi đã điều tra một chút, gia đình Tần và gia đình Cố có quan hệ rất sâu sắc. Lần đầu tiên họ tiếp xúc là năm mà chị gái của anh qua đời, nhà họ Triệu bắt đầu phát đạt, cũng là năm đó, vậy có nghĩa là nhà họ Tần có liên quan đến cái chết của chị gái tôi. Thậm chí có thể là kẻ đứng sau, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra động cơ. Như vậy đi, cho tôi thêm một tuần nữa, sẽ điều tra rõ ràng cho anh. Cảm ơn gì chứ? Mọi thứ. Chỉ nói cảm ơn thì không có thành ý. Đồ đàn ông tồi tệ, Lâm Phàm, Hạ Khuynh Thành, cô nên chú ý một chút, lần sau đừng có lợi dụng tôi nữa. Chắc thế này là được rồi chứ? Ôi trời! Tổng giám đốc Cố, tôi nói chuyện với Lâm Phàm nhà cô, rất ăn ý, cô chắc là không ghen chứ? Ghen cái gì chứ? Làm sao tôi có thể ghen với Lâm Phàm được? Tôi không quan tâm, thật sao? Vậy cô để anh ấy cho tôi nhé, tôi rất quan tâm đến anh ấy. Không được. Thất Thất sẽ thất vọng đấy. Hay, Thất Thất là con gái ruột của Lâm Phàm. Tôi chắc chắn cũng xem cô bé như con ruột mà nuôi dưỡng. Thất Thất, dì sẽ làm mẹ của con nhé. Được không, tôi đã có mẹ rồi. Nhưng, tôi không ngại nếu dì Hạ làm mẹ kế của tôi. Không uổng công chăm sóc con gái này, thật là hiếu thảo. Thật sao, vậy thì dì đã nghiêm túc rồi. Mẹ ơi, mẹ thấy dì Hạ hôn bố xong, vừa đánh gấu bông của con, vừa nói bố là người xấu. Đây không phải là ghen sao? Trẻ con hay nói bậy, không cần phải tin, đi nào. Đều là lỗi của cô. Nhược Hy, nghe tôi giải thích, thực sự không phải như cô nghĩ đâu, cô ấy chỉ cố tình chọc tức cô thôi. Thất Thất, con về phòng chơi trước đi. Lâm Phàm, anh không thực sự nghĩ rằng tôi ghen đấy chứ, khi đăng ký kết hôn, tôi đã nói rất rõ rồi, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không can thiệp vào tự do của anh, nhưng tôi và cô ta thì hoàn toàn không có gì cả. Anh thật sự không cần phải giải thích cho tôi đâu, đừng nói là hôn nhau nữa, anh có lên giường với cô ta cũng không sao đâu. Thật chứ, đương nhiên là thật rồi.
Nghe thấy chưa, tôi đang làm theo lệnh, tối nay nhớ qua nhé, chiều chuộng tôi đi, đừng làm ồn nữa. Mẹ ơi, mẹ vào phòng ba đi, ở lại với ông ấy nhé, Thất Thất có thể tự ngủ được. Đừng nói bậy nhé, mẹ chẳng quan tâm đâu, con cứ đi chơi đi, có vẻ Thất Thất có hai mẹ thật là tốt, thật tốt khi có hai mẹ. Mình đâu có ghen đâu, chỉ là mình không muốn để Thất Thất bị người phụ nữ khác cướp đi, tất cả đều vì Thất Thất. Biến mất 5 năm mà giờ đã có cả con rồi. Lần này, tiểu thư tôi phải chủ động hành động. Có loại thuốc kích dục mạnh, có hiệu quả trong 30 giây này, khúc củi cũng phải yêu. Tối nay, tôi nhất định phải chinh phục anh. Lâm Phàm, uống nước vào buổi tối tốt cho cơ thể. Tôi đã rót cho anh một cốc nước. Không uống, ôi trời, tôi đặc biệt rót cho anh mà. Lâm Phàm. Lâm Phàm. Làm sao cô có thể uống? Chỉ là một cốc nước, ai uống cũng vậy mà. Anh ấy không uống thì thôi. Tổng giám đốc Hạ, cô cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải tham gia lễ khởi công cắt băng. Không được, tôi không uống đâu. Nếu còn làm loạn, tôi sẽ đánh đấy. Vậy anh sẽ đánh tôi thế nào? Đã một tiếng rồi, vẫn không yên tĩnh. Lâm Phàm, anh thật là một tên súc sinh. Đáng ghét, thật là quá đáng, Cố Nhược Hy. Giữa đêm khuya thế này, yên tĩnh một chút không, có chút ý thức đi, ngày mai còn phải tham dự lễ khởi công và cắt băng khai trương nữa. Tôi nói tối qua, đó có phải là cô chủ động không? Cô có nhớ không? Không nhớ, tôi cũng hy vọng anh đừng nhớ, ý cô là gì? Ý là như vậy đấy, xem như là một tai nạn, chúng ta vẫn như trước, mà tương tác, nhưng, không có nhưng gì cả, chúng ta không phải lần đầu tiên như vậy. Anh đi gọi Hạ Khuynh Thành dậy, nói với cô ấy, tham dự lễ khởi công. Cô tối qua, thái độ cũng không, sao giờ lạnh lùng như vậy? Trông cô như có trộm vậy. Anh còn dám nói vậy, làm ồn đến tận khuya như vậy. Làm tôi không thể ngủ được, ai bảo cô muốn sống ở nhà tôi, xứng đáng, ôi, anh thật vô lương tâm, tội cho tôi đi hàng nghìn dặm đến Đông Giang. Được rồi, dừng lại đi, nói chuyện chính sự đi, dọn dẹp một chút, chúng ta ra ngoài cắt băng khánh thành. Không hứng thú, tôi muốn ngủ thêm một chút, đừng làm phiền tôi. Cô ấy chưa dậy sao? Dậy rồi, kệ cô ta đi, tối qua không ngủ ngon, nên giờ muốn ngủ thêm một chút, không muốn đi cắt băng. Nếu đã như vậy, tôi có nên hoãn buổi cắt băng khánh thành đến chiều không? Ai lại khánh thành buổi chiều, cô ấy không đi cũng không sao, hợp đồng đã ký xong. Chúng ta đi thôi. Vậy tôi thay đồ đã, anh gọi cô ấy cùng đi sau nhé. Tinh Vũ, cậu cũng họ Cố, Nhược Hy và cậu là một nhà, việc gì cũng không nên làm quá. Lão già, im miệng đi, lúc năm xưa ông ủng hộ Cố Nhược Hy làm tổng giám đốc, sao không nghĩ, như vậy có phải là quá đáng không? Hừ, Cố Nhược Hy còn có năng lực quản lý công ty tốt hơn cậu, nói nhảm nữa đi, ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của ông. Tổng giám đốc Cố đến rồi, chào tổng giám đốc Cố. Chào tổng giám đốc Cố. Tưởng rằng mua được đất là mọi việc sẽ thuận lợi,
muốn cắt băng Khánh Thành, tôi sẽ để cho các người chết không có chỗ chôn. Tổng giám đốc Cố, dự án Lăng Vân của các cô còn 10%, có cần mở thầu không? Tổng giám đốc Cố, nhà tôi sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ để mua 1% của dự án Lăng Vân. Còn tôi cũng muốn các vị xin lỗi, trong buổi họp báo hôm trước tôi đã nói rồi, mở thầu có thời hạn, nếu hôm trước mọi người không quyết định mua thì hôm nay đã không còn cơ hội nữa. Cha ơi, sao họ hôm nay lại muốn làm ăn với công ty chúng ta? Cái này gọi là hôm qua anh lạnh nhạt với tôi, hôm nay tôi sẽ để các anh không thể với tới, hôm qua thì không quan tâm, hôm nay tôi sẽ làm cho các anh không thể hợp tác được. Cha thật tuyệt vời. Nhưng sau này vẫn có cơ hội hợp tác, bởi vì dự án Lăng Vân khi khởi động sẽ cần rất nhiều các thiết bị hỗ trợ. Những ngành công nghiệp hỗ trợ này, nhà họ Cố không định tự mình làm, mà dự định mở thầu. Mở thầu. Viện sĩ Ngụy và Tổng Giám đốc Hạ, sao chưa đến nhỉ? Hạ Khuynh Thành cô ấy sức khỏe không được tốt lắm, đợi viện sĩ Ngụy đến, chúng ta có thể cắt băng Khánh Thành rồi. Viện sĩ Ngụy đến rồi. Viện sĩ Ngụy, Tổng Giám đốc Cố, bỏ qua nghi lễ đi, tôi muốn lên nói vài lời. Quả thật là một nhà khoa học vĩ đại, khi làm việc, quyết đoán và nhanh chóng. Các bạn, tôi có một thông báo, tôi sẽ hủy hợp đồng với tập đoàn Cố, và sẽ không bao giờ hợp tác với tập đoàn Cố nữa. Ha ha. Cố Nhược Hy, có vẻ buổi lễ ký kết của cô không suôn sẻ lắm ha ha. Viện sĩ Ngụy, chúng ta không phải đã đạt được thỏa thuận rồi sao? Tại sao ông lại thay đổi quyết định? Bao nhiêu tiền bồi thường tôi sẽ trả đủ, sẽ đưa cho các cô. Vấn đề không phải vậy, ông biết đấy, dự án của chúng tôi rất quan trọng, hơn nữa chúng tôi bây giờ đã có đất rồi, chỉ còn thiếu ông. Tại sao ông lại vi phạm hợp đồng? Tôi không thể nghĩ nhiều nữa, dù sao thì hôm nay tôi phải hủy hợp đồng. Ông có nghĩ rằng chúng tôi hiện tại trả ông mức lương quá thấp không? Nếu đúng thì có thể tăng lên. Anh dùng tiền xúc phạm tôi sao? À không, chúng tôi không có ý đó. Tôi hiểu, dự án Lăng Vân của chúng tôi luôn nghiên cứu theo hướng mà ông luôn nghiên cứu. Tôi cũng biết, ông chắc chắn là một người có lý tưởng và hoài bão. Vì vậy, bây giờ, chỉ có hợp tác với chúng tôi, tập đoàn Cố Thị, thì ông mới có thể hoàn thành công việc của mình. Cô nghĩ tôi không có lý tưởng hoài bão sao? Tất cả là vì tôi cũng bị ép buộc. Chạy đi, có bom. Chạy đi. Viện sĩ Ngụy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ mới một giờ trước, một nhóm người đã bắt cóc tôi, nói là làm việc với tập đoàn Cố, chỉ có thể là tìm đến cái chết. Và sau đó, họ đã gắn bom vào người tôi. Alo, tôi là viện sĩ Ngụy. Tôi đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với tập đoàn Cố và sẽ không bao giờ hợp tác với họ nữa. Các anh nhanh chóng dừng bom lại đi, tôi sẽ yên tâm hơn. Nếu đã chết rồi. Đây là giọng của Triệu Anh Kiệt, lại là anh ta gây chuyện. Cố Nhược Hy, tất cả đều vì cô. Nếu không phải hợp tác với các cô, tôi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Nếu tôi chết hôm nay, các cô đừng mơ hoàn thành kế hoạch của mình. Không có ai hiểu về năng lượng mới sẽ liều mạng hợp tác với các cô đâu. Viện sĩ Ngụy, đừng kích động, xin hãy bình tĩnh một chút. Việc này để tôi giải quyết. Cố Nhược Hy, cô nghĩ rằng có Trịnh Càn Khôn đầu tư là cô có thể yên tâm? Cô nghĩ rằng có Phượng Ngâm Các cung cấp đất đai cho cô là cô có thể an toàn như núi? Hôm nay tôi sẽ khiến mọi người đều biết khi hợp tác với cô cuối cùng sẽ ra sao. Nếu cô biết điều thì hãy ngoan ngoãn nhường chức tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị cho tôi. Anh làm gì vậy? Đó là bom đó, gỡ bom. Anh, gỡ bom. Ha ha, cười chết tôi rồi, cái tên bảo vệ hôi thối còn dám nói to mồm là sẽ đi gỡ bom, ngươi có muốn chết không? Ông Cố ơi, buông con ra, con muốn đi tìm bố con, có bom ở đó, rất nguy hiểm, con và ông Cố ở đây trốn an toàn là được, bố con rất giỏi, ông ấy sẽ bảo vệ con. Ha ha, Cố Nhược Hy, nghe thấy lời con gái cô chưa? Nhanh chóng bảo ông xã siêu nhân của cô đi gỡ bom đi, tôi không thể chờ thêm nữa, muốn thấy hắn ta bị nổ tan thành mảnh vụn. Anh đừng gây rối nữa, đó là bom đấy, có thể gây ra thương vong. Còn 9 phút nữa, mạng người quan trọng lắm, cô hãy buông tôi ra. Tôi biết, chỉ còn 9 phút thôi, tôi không thể để anh đi. Việc này hãy để cơ quan chức năng xử lý được không? Nhược Hy, Lâm Phàm, các con đến đây nhanh lên,
Tôi vừa gọi cho Tiểu Lạc, anh ấy đang trên đường đến buổi cắt băng của chúng ta. Anh ấy sẽ đến trong vòng 3 phút nữa. Lạc Trường Thanh đang ở Đông Giang à? Đúng vậy, thật tốt quá. Tiểu Lạc này, là gì của cô vậy? Lạc Trường Thanh là ông tôi, là cháu của một người bạn. Anh ấy là một chuyên gia gỡ bom hàng đầu quốc tế. Năm ngoái còn ở một cuộc thi quốc tế, đã giành giải nhất đấy. Nếu anh ấy đến đây, thì chắc chắn có thể tháo được quả bom này. Cố Nhược Hy, dù cô gọi ai đến cũng vô ích thôi. Quả bom này, hoàn toàn không thể tháo bằng sức người. Nếu cô không muốn hại chết viện sĩ Ngụy, thì giao tập đoàn Cố Thị ra đây. Nếu không ông ta sẽ chết. Nếu còn lải nhải với tôi sẽ xé toạc miệng anh. Đừng có lắm lời nữa. Tiểu Lạc, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Ông Cố đừng lo, giao cho tôi nhé. Cậu nhanh chóng kiểm tra đi. Trên người viện sĩ Ngụy có gắn bom hẹn giờ. Nhược Hy, yên tâm đi. Có tôi ở đây, dù trời có sập xuống cũng sẽ giúp cô chống đỡ. Viện sĩ Ngụy không chỉ quan trọng với chúng ta và tập đoàn Cố Thị, ông ấy còn rất quan trọng với cả đại hạ, thậm chí với toàn nhân loại. Tôi mong anh nhất định phải tháo được quả bom. Khi tôi đã đến rồi, thì không có quả bom nào không tháo được. Nhưng Nhược Hy, nếu tôi giúp cô tháo quả bom này, cô định cảm ơn tôi như thế nào? Tôi sẽ cảm ơn anh bằng một số tiền lớn. Tiền bạc thật tầm thường, cô nên biết ý nghĩa của tôi. Chỉ cần cô đồng ý hẹn hò với tôi không cần gì khác. Tôi đã nói với anh bao lần rồi, giữa chúng ta không thể có gì đâu. Tôi hiện tại đã kết hôn rồi, đây là chồng tôi, Lâm Phàm. Cô đã kết hôn rồi, sao tôi lại không biết? Về quả bom trên người viện sĩ Ngụy, nó có vẻ đặc biệt, xem anh có xử lý được không? Nếu không được thì để tôi làm, anh là ai mà chỉ dạy tôi? Anh còn nói tôi không làm được. Anh đang nghi ngờ tôi sao? Được rồi, Lạc Công, chỉ cần anh tháo được bom, tôi sẽ cho anh 1 tỷ. Sao cô không đưa cho tôi, đưa cho anh có khả năng nhận được không? Nhược Hy, thực ra tôi không cần số tiền đó, nhưng vì Lâm Phàm, anh ta nhiều lần xem thường tôi. Hôm nay tôi phải nghiêm túc với việc này, phải lấy được số tiền này, vậy nhanh chóng hành động đi. Tôi, Cố Nhược Hy, nói là làm, 1 tỷ này sẽ được chuyển ngay lập tức. Chỉ giỏi khoác lác, không tính là đàn ông thực thụ. Tôi dùng khả năng của mình, giúp giải quyết vấn đề, mới đáng để tin tưởng suốt đời. Anh mau đưa Thất Thất rời khỏi đây, con không đi đâu cả, bố còn có thể tháo cả bom hạt nhân, con không sợ đâu. Tin tôi đi, được không? Dừng lại. Anh bị sao vậy? Khi tôi tháo bom, yên lặng một chút được không? Anh có chịu trách nhiệm không? Đây không phải là bom hẹn giờ thông thường, đây là bom đặc biệt, loại phản xạ. Anh cắt như vậy sẽ gây ra chuyện lớn đấy. Không phải đâu, anh là ai chứ? Còn dạy tôi tháo bom nữa à? Lâm Phàm, Tiểu Lộc là chuyên gia tháo bom, đừng làm phiền ở đó nữa. Chỉ còn 7 phút nữa thôi, cứ giữ im lặng được không? Anh ấy cắt như vậy, viện sĩ Ngụy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vẫn nên nghe lời bố đi. Tôi đã tháo nhiều bom hơn số trứng gà mà bố anh từng ăn. Nhược Hy, nếu nghe lời anh ta thì tôi đi đây. Ôi không, Lộc Công, làm ơn tháo nhanh lên. Nhanh lên, đừng kéo dài nữa, tôi sắp bị nổ chết rồi. Đừng lo, tôi làm ngay. Thấy chưa, đây là chuyên nghiệp đấy. Lộc Công, cảm ơn anh lần này, 1 tỷ tiền thưởng sẽ... được trao cho anh sau. Lộc Công, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải tôi đã nói gì sao? Lâm Phàm, anh làm gì vậy? Chỉ còn 30 giây, nhanh đi. Gỡ bom. Lâm Phàm, đừng. Bom mà tôi không thể tháo, thì Lâm Phàm anh cũng đừng mơ tháo được. Thế này thì xong rồi. Cố Nhược Hy sắp bị nổ chết rồi, chết cũng phải chết. Đây là tình huống gì vậy? Đã tháo xong rồi, cái này. Anh đã tháo bom bằng tay không? Loại bom phản ứng này, đối với người như họ, nhà khoa học và chuyên gia, là vấn đề lớn. Nhưng đối với tôi, thì là chuyện nhỏ.
con đã nói rồi, bố con có thể tháo cả bom nguyên tử, mọi người không tin chút nào. Quả bom đã thực sự dừng lại. Nhược Hy, cô không thực sự tin những lời nhảm nhí đó chứ. Việc tháo bom này hoàn toàn là công lao của tôi, chỉ là có chút chậm trễ thôi. Anh đã tháo xong, sao lại bỏ chạy? Tôi... Lộc Công, nếu anh còn nói linh tinh, tôi sẽ kiện anh vì lừa đảo. Cút đi. Ê, anh đi đâu vậy? Tôi đến nhà họ Triệu. Hắn ta dám chế tạo loại bom này. Bom phản xạ, tôi phải diệt tận gốc. Những mối nguy hiểm này, dập tắt khi còn trong trứng. Không được, bây giờ là xã hội pháp trị. Anh không có bằng chứng, không thể tùy tiện hành xử. Hơn nữa, gia đình Triệu có thế lực mạnh mẽ đứng sau, chúng ta không thể đụng vào. Ông Lâm, cảm ơn ông đã cứu mạng. Ngụy tôi sẽ không bao giờ quên. Không cần phải nhìn như vậy. Ông hãy cứ tiếp tục ở lại tập đoàn Cố. Ở lại là phải ở lại. Tôi với thế lực tội ác không thể sống chung trời. Giám đốc Cố, tôi đề nghị cho ông Lâm cùng cắt băng Khánh Thành. Tất nhiên là được rồi. Lâm Phàm, tôi có vài việc muốn nói chuyện với anh. Có chuyện gì? Không thể để ngày mai sao? Hôm nay không nói chuyện được sao? Tôi chỉ muốn biết anh rốt cuộc là người thế nào, quen biết cả Trịnh Càn Khôn, dây dưa với Hạ Khuynh Thành, còn có thể tháo gỡ bom phản ứng. Sao có thể được chứ? Về việc này cần phải nói hơi dài. Hôm nay tôi thực sự hơi mệt. Nếu không thì tới phòng tôi, như tối qua vậy, chúng ta trò chuyện cả đêm. Đồ lưu manh, ai muốn trò chuyện cả đêm với anh chứ? Anh tốt nhất suy nghĩ kỹ ngày mai nói với tôi như thế nào. Cô đang làm gì ở đây vậy? Đêm khuya không ngủ, lên xe đi đâu vậy? Đi tiêu diệt bọn họ Triệu. Tôi biết sẽ như vậy mà. Lâu rồi chưa cùng anh làm nhiệm vụ. Vì việc này tôi đã đợi ở đây từ 7 giờ. Đi thôi, chúng ta cùng đi tiêu diệt gia đình Triệu. Tên Lâm Phàm chết tiệt, tao sẽ băm mày thành từng mảnh. Cả Hạ Khuynh Thành nữa. Có một ngày tôi sẽ khiến cô quỳ trước mặt tao. Xin tôi làm gì cô? Không còn cơ hội đâu. Lâm Phàm, ai cho phép mày vào đây? Mày định làm gì? Tôi đến để giết cả nhà anh. Đâu rồi, vệ sĩ? Các người đã đi đâu hết rồi? Vệ sĩ đâu rồi? Đâu hết rồi, có ai không? Đừng phí công vô ích nữa, đã chết hết rồi. Người nhà Triệu không ở đây, chỉ có Triệu Anh Kiệt. Tôi hỏi, anh trả lời. Nếu dám nói dối, thì đầu sẽ rơi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhà các người đi đâu hết rồi? Mẹ tôi và mọi người đã đi du lịch nước ngoài. Họ đã đi từ tuần trước. Bố tôi đi đón một nhân vật quan trọng. Nhân vật quan trọng gì? Tại sao anh không đi cùng? Tôi chỉ biết là một nhân vật quan trọng từ Bắc Kinh. Họ liên hệ qua đường dây riêng. Ngoài ra tôi không biết gì khác. 9 năm trước, nhà họ Triệu có phải đã giết một cô gái tên là Lâm Mộng Mộng không? Lâm Mộng Mộng. Rốt cuộc anh là ai? Trả lời câu hỏi đi, tôi thật sự không biết, không liên quan đến tôi chỉ đưa cô ấy đến chỗ bố tôi thôi. Cô ấy chết như thế nào, tôi thật sự không biết, nhanh đưa tôi đến bệnh viện. Ngươi là đồng phạm, đáng chết. Theo manh mối này mà điều tra, tất cả những người liên quan, không tha một ai, đừng bỏ sót bất kỳ ai. Anh Kiệt. Con trai của tôi. Gọi Cố Tình Vũ đến đây cho tôi, điều tra xem hung thủ là ai. Vâng. Anh Kiệt à. Ông chủ, đã điều tra khắp nơi,
không phát hiện ai còn sống. Hơn nữa video giám sát cũng không ghi lại bất kỳ thứ gì có ích. Khốn khiếp, con trai ta bây giờ đã chết. Các ngươi nói với ta, không tìm được hung thủ, ta nuôi các ngươi để làm gì? Cho các ngươi 3 ngày, dùng bất kỳ phương pháp nào, phải tìm cho ra hung thủ, nếu không, chôn cùng con trai ta đi, biến đi. Anh Kiệt à? Con chết mà không nhắm mắt sao? Con đã ra đi, vẫn còn điều ước chưa thực hiện. Khi còn sống, con luôn quan tâm đến người phụ nữ đó, con ra đi cũng không có được. Bây giờ con đã đi rồi. Ta sẽ để Lâm Phàm và Cố Nhược Hy theo con xuống mồ. Con trai à? Chuyện gì xảy ra vậy? Là ai làm? Tên nào đáng chết? Ông Củ Triệu, đừng quá đau lòng. Nói những lời vô nghĩa có ích gì? Hãy để chúng cũng chịu đựng nỗi đau. Lại đây, ta có việc cần phân công. Hạ các chủ đi đâu rồi? Cô ấy luôn làm cô tức giận. Tôi đã bảo cô ấy về trước. Anh chỉ nói xuông thôi. Tổng giám đốc Cố, tôi vừa nhận được tin, Triệu Anh Kiệt đã bị giết tối qua. Lâm Phàm, tối qua anh đã đi đâu? Anh có liên quan không? Thật sự không liên quan đến tôi. Tối qua, tôi ở nhà suốt, chờ cô đến tìm tôi ngủ. Thật sự không liên quan đến anh. Trước đây anh đã nói là sẽ tìm anh ta để tính sổ sao? Người như anh ta, chắc chắn không chỉ có tôi muốn tính sổ với anh ta. Triệu Anh Kiệt chết rồi. E rằng toàn bộ Đông Giang sẽ không yên đâu, sắp có bão lớn rồi, dù bão có đến, tôi cũng sẽ bảo vệ cô Chu Toàn. Đây vẫn còn ở công ty, đừng có ôm ấp ở đây, vậy ở nhà có được không? Đừng lải nhải nữa, mọi người đang đợi, nhanh lên. Nhược Hy và Lâm Phàm, hai người đến rồi à? Ông nội, gọi chúng tôi đến đây, có chuyện gì không? Nhanh ngồi xuống. Hôm nay, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Cố, sẽ thông báo hai việc. Trước tiên, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Cố, Cố Tình Vũ, nhiều lần gây ra những việc làm tổn hại đến lợi ích công ty, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho công ty. Sau khi nghiên cứu quyết định của Hội đồng Quản trị, đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Cố Tình Vũ. Ông thật là sáng suốt. Tiếp theo, tôi muốn thông báo việc thứ hai, kể từ khi Cố Nhược Hy đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc tập đoàn Cố, đã dẫn dắt công ty phát triển nhanh chóng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã làm cho giá trị công ty tăng trưởng vượt bậc. Sau khi công ty quyết định thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch Lăng Vân, đã gặp phải nhiều khó khăn và trở ngại. Cố Nhược Hy không sợ khó khăn, cô ấy đã giải quyết vấn đề, tạo ra một tình thế thuận lợi. Khả năng của Cố Nhược Hy và tinh thần trách nhiệm, chúng ta đều thấy rõ. Vì ta đã lớn tuổi, khả năng và mọi thứ đều không như trước. Ông nội, ông đang làm gì vậy? Công ty giao cho cháu, so với khi còn ở tay ông nội, có triển vọng phát triển hơn. Cháu à, hãy nghe theo sự sắp xếp của ông nội. Dưới đây tôi xin công bố, từ hôm nay trở đi, Cố Nhược Hy sẽ đảm nhiệm chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Ông nội! Ông nội, ông có sao không? Ông nội, đừng làm con sợ. Ông nội bị đầu độc rồi, sao lại thế này? Là ai làm? Cố Nhược Hy, ngôi vị chủ tịch tập đoàn Cố Thị, cô không thể ngồi được đâu. Cố Tình Vũ, chính anh là người đầu độc ông nội, đúng không? Trong xã hội pháp trị, nếu cô không có bằng chứng, đừng có vu khống, cẩn thận tôi sẽ kiện cô. Lão già này, thật là mù quáng, coi cô như bảo vật, còn tôi thì như cỏ rác, khi ông ta đang trong tình thế sống chết, vẫn phải dựa vào tôi để cứu mạng. À đúng rồi, chính anh đã bỏ thuốc, anh chắc chắn có thuốc giải, nhanh chóng đưa thuốc giải ra đây. Thuốc giải, không có, nhưng có người có thể giải độc, tôi đã mang đến, xin giới thiệu, vị bên cạnh tôi đây, là thần y nổi tiếng, trong 4 thần y của đại hạ, thần y độc thủ, Trương Thiên Tâm, Trương thần y, độc của lão đầu này, có thể giải được không? Có thể, và chỉ có tôi mới có thể. Cô Cố Nhược Hy, đã nghe chưa? Nếu cô muốn cứu cái lão đầu này, hãy thể hiện chút thành ý. Hắn là ông nội của anh mà, đừng có làm lỡ việc. Khi làm phó tổng giám đốc, sao cô không nghĩ đến? Ông ấy là ông nội tôi. Cố Nhược Hy, nếu cô muốn cứu ông ấy, chỉ có 2 lựa chọn. Anh nói đi. Cô tự sát, xuống dưới cùng với công tử Triệu. Dù sao công tử Triệu cũng rất chân thành với bạn. Trước mặt mọi người, chuyển tất cả tài sản của gia đình Cố cho tôi, rời khỏi mọi thứ. Cố Tình Vũ, vì quyền lực và tài sản, không có một chút ranh giới nào. Chất độc trong người ông là thuốc độc của Diêm Vương, sẽ phát tác trong vòng 3 phút, nếu không giải độc thì ngay cả đạo tổ Kim Tiên
cũng bó tay, vì vậy, cô mau quyết định đi, người như ngươi, là loại không có nhân tính, sống trên đời này thật thừa thãi. Còn 2 phút nữa, tôi hứa với anh, chuyển nhượng tập đoàn cho anh, tôi sẽ ra đi tay trắng. Nếu họ có thể đầu độc một lần, cũng có thể đầu độc lần hai, dù cô có đưa công ty cho họ, tôi biết phải làm sao, ông nội đang trúng độc, sinh tử chưa rõ, tin tôi đi, việc này hãy để tôi xử lý, cô sẽ mãi an toàn. Tôi cảnh báo anh, đừng có hành động liều lĩnh, nếu anh dám động đến một sợi lông của tôi, thần y Trương sẽ không giải độc cho ông ấy. Nếu không, kẻ khiến ông ấy chết là anh. Lâm Phàm, tôi đã nói rồi, đánh đấm, không giải quyết được vấn đề, nghe tôi, trước tiên làm theo hắn, cứu ông nội trước, được không? Ông ấy chỉ bị chút độc, tôi có thể giải được. Anh biết y thuật. Cô, Cố Nhược Hy, tin rằng gã bảo vệ này có thể giải độc cho ông ấy. Nào, thần y Trương, giải thích cho họ rõ, thuốc độc của lão phu, đoạt mệnh tán, ngay cả ba đại y sư, ngang hàng với lão phu, cũng không có cách nào giải. Một thằng nhóc, biết cái gì về y thuật, dám nói mình có thể giải. Thực ra tôi không biết chút y thuật nào, Lâm Phàm, nếu anh không biết y thuật, thì đừng có gây rối ở đây, ông nội hiện tại rất nguy hiểm. Cố Nhược Hy, còn một phút nữa, nếu không giao, tập đoàn Cố cho tôi, ngày này năm sau, là ngày giỗ của Cố Tứ Hải, cụ già đáng chết đó. Được rồi, tôi sẽ ký ngay bây giờ, nhanh cứu người đi. Không thể để họ thành công, Cố Nhược Hy, nhớ kỹ, nếu ông ta chết, sẽ là lỗi của Lâm Phàm, tôi đã nói, tôi có thể giải độc. Chẳng phải anh không biết y thuật sao, ai nói giải độc cần y thuật. Ngươi không cần y thuật, ngươi chỉ cần dùng miệng hút ra thôi, cậu trẻ vô tri, làm ô uế y thuật, tôi hành nghề y hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy, kẻ kiêu ngạo như vậy, mở to mắt của các người. Nhìn cho rõ. Tôi bị sao vậy? Ông ơi, ông vừa bị trúng độc, ông cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy tốt, như trẻ lại mấy tuổi ấy. Thần y Trương, chuyện này là sao? Ông không phải bảo tôi, thuốc độc của Diêm Vương, trên thế giới ngoài ông ra, không ai giải được sao? Giải độc bằng máu, hắn lại là người có cơ thể miễn dịch độc tố. Trên thế giới này, lại có người thứ hai, có cơ thể miễn dịch độc tố. Thiếu gia được cứu rồi, tôi sẽ lập công lớn đây. Cố Tình Vũ, người quá điên cuồng, đưa độc cho ông nội ruột của mình. Dự tính mưu tài hại mạng, người đã nghĩ kỹ sẽ chết như thế nào chưa? Hóa ra là ngươi, ngươi đã hạ độc ta, gia đình Cố chúng ta, đã gây ra tội lỗi gì, lại sinh ra một người như ngươi. Tôi nói cho các người biết, tôi là người của gia đình Triệu, tôi tên Triệu Tinh Vũ, nếu các người dám động đến tôi, trưởng gia Triệu sẽ không tha cho các người, dám lấy gia đình nhỏ bé như Triệu gia, mà đe dọa ta. Ngươi trung thành với Triệu gia như vậy, tôi sẽ tiễn anh xuống gặp Triệu Anh Kiệt. Trưởng gia, cứu mạng. Vô dụng, chỉ biết gây rối, không làm nổi việc nhỏ. Triệu Tự Như, đây là trụ sở, tập đoàn Cố chúng tôi, không hoan nghênh các người, lập tức rời khỏi đây. Tập đoàn Cố này, sắp trở thành chi nhánh của tập đoàn Triệu, tôi sẽ bỏ ra 1 triệu, để mua lại tập đoàn Cố. Nếu có ai không đồng ý, tôi sẽ xử lý người đó. 1 triệu muốn mua toàn bộ tập đoàn Cố, sao ông không đi cướp đi? Cướp không kiếm tiền nhanh như thế này đâu. Hơn nữa, ta nghi ngờ ngươi đã giết con trai tôi. Ngươi phải đi theo ta 1 chuyến. Các ngươi không có chứng cứ, cũng không có quyền luật pháp, không được dẫn Lâm Phàm đi. Ở Đông Giang, lời của nhà họ Triệu chính là chứng cứ, hành động của nhà họ Triệu chính là thi hành pháp luật. Dẫn đi. Yên tâm đi, họ không làm gì được tôi đâu. Tôn Sư Tần, có vẻ như ông phải tự ra tay rồi. Nếu việc cứu mạng cho thiếu chủ có tác dụng, tôi nhất định phải bắt anh về. Thằng nhóc, muốn ngoan ngoãn đầu hàng, hay để đánh gãy tay chân, rồi bắt ngươi về. Tôi nghĩ vẫn là đánh gãy tay chân anh, và ném ra ngoài thì hợp lý hơn. Hỗn xược, Tôn Sư Tần là trưởng lão của nhà họ Tần ở Thượng Kinh, đã từng đơn đấu với 100 lính đánh thuê, với thành tích bất bại, mà ngươi lại dám nói những lời như vậy, còn không quỳ xuống nhận lỗi và chịu chết. Gia tộc Tần ở Thượng Kinh, có vẻ như ngươi muốn ta tự tay xử lý đúng không? Đại sư Tần, chúng ta không thù oán gì,
Với gia tộc Tần, chưa bao giờ có mâu thuẫn. Tại sao anh lại nhắm vào chúng tôi? Máu của hắn chính là tội lỗi nguyên thủy. Bỗng dưng ta cảm thấy, việc đập gãy tay chân ngươi rồi ném ra ngoài, hình như quá nhẹ nhàng. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy? Loại rác rưởi như ngươi, ta có thể đánh bại trăm người. Lâm Phàm, ngươi định làm gì? Trưởng gia của gia tộc Tần ở Thượng Kinh, sắp đến Đông Giang, tham gia tiệc Thăng Long, lúc đó sẽ trở thành chủ nhân của Long Nha. Ngươi dám gây sự với gia tộc Tần, bữa tiệc Thăng Long, chủ nhân Long Nha. Đúng vậy, gia tộc Tần là sự tồn tại vượt trên vạn người, ngay cả Phượng Ngâm Các và Trịnh Càn Khôn cũng phải cúi đầu phục tùng. Ngươi dám làm như vậy với gia tộc Tần, ngươi sẽ rơi vào địa ngục. Vậy thì tôi sẽ giết Tần Mục trước, coi như lấy chút lãi. Lâm Phàm, đừng bốc đồng như vậy. Nhà họ Tần ở Thượng Kinh mạnh hơn nhà họ Triệu trăm lần, dễ dàng nghiền nát chúng ta. Chúng ta không thể đụng vào họ. Được, vậy tôi sẽ không giết hắn. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. A, Lâm Phàm, ngươi dám làm Tần đại sư bị thương, ngươi chắc chắn sẽ chết. Cút đi. Lão gia, đã được giải quyết xong, tiếp tục sắp xếp đi. Tôi tuyên bố, từ nay về sau Cố Nhược Hy sẽ là gia chủ của nhà họ Cố, cũng là chủ tịch của Cố thị. Lâm Phàm, ra ngoài một chút, tôi có việc muốn nói với anh. Rốt cuộc anh còn giấu tôi điều gì? Tôi có giấu cô điều gì đâu. Anh coi tôi là ngốc à? Anh làm cho Trịnh Càn Khôn nghe lời anh, quan hệ với Hạ Khuynh Thành lại không rõ ràng, thậm chí còn có thể tháo gỡ bom. Điều kỳ quặc hơn là, hôm nay máu của anh còn giải được độc của ông nội. Rốt cuộc anh có thân phận gì? Thân phận hợp pháp của tôi chính là chồng của cô. Anh không thể nói thật với tôi sao? Đừng đến gặp tôi nữa. Nhược Hy, cho tôi vài ngày nữa điều tra rõ ràng mọi chuyện. Tôi nhất định sẽ thành thật với cô, trừ khi tên khốn đó đuổi theo kéo mình lại một lần, không phải hai lần, nếu không sẽ không tha thứ. Điều tra rõ rồi, thủ phạm chính là gia đình Tần. Cụ thể tình hình ra sao? Tổ chức Cửu Đầu Xà chính là do gia chủ Tần, do Tần Chấn Đào sáng lập. Mục đích của chúng là để kéo dài sự sống cho con trai của hắn. Ý là gì? Tần Chấn Đào là một người tình cảm, tuy nhiên vợ ông ta mất sớm, vì vậy tất cả tình cảm đều dồn hết vào con trai độc nhất Tần Thọ. Tần Thọ sức khỏe yếu, có một vị thần y tiên đoán sẽ không sống quá 18 tuổi. Vì vậy Tần Chấn Đào đã tìm một bác sĩ sử dụng phương pháp tà ác kéo dài sự sống cho cậu ấy, đó chính là Cửu Đầu Xà, buôn bán nội tạng ở nhiều nơi. Phải chăng mục đích của họ là để kéo dài sự sống cho Tần Thọ? Đúng, chị của anh vì cơ địa đặc biệt nên bị Triệu gia bắt đi làm thuốc dẫn cho Tần Thọ. Không chỉ khiến cô ấy mất mạng, họ còn đổ tội cho anh, khiến anh bị oan và vào tù. Mục đích của họ là để giam giữ anh lại, tiếp tục làm dược liệu cho Tần Thọ. Nhưng họ không ngờ rằng tôi đã trở thành chủ của Long Nha. Sau khi anh rút lui, chủ của Long Nha vẫn chưa có. Nhà họ Tần luôn nỗ lực vì điều này, không tiếc trả giá đắt để thuyết phục các trưởng lão của chiến bộ. Tối nay, tại nhà họ Triệu, sẽ tổ chức tiệc Thăng Long, mang theo Long Giới, nắm quyền Long Nha. Tiệc Thăng Long tối nay, hãy để nhà họ Triệu và nhà họ Tần coi đó là bữa tiệc cuối cùng của họ. Lâm Phàm, tên khốn này, không giữ mình lại, mình nhất định phải mắng anh ta một trận. Linh Phàm, đồ khốn. Khuynh Thành, tôi cảm thấy hiện giờ Tần gia có thể có dấu hiệu nhắm vào tôi, nên tôi lo lắng họ sẽ gây hại cho Nhược Hy và Thất Thất. Cô nhất định phải bảo vệ an toàn cho họ, không được hành động liều lĩnh. Ok, được rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đi ngay. Tên Lâm Phàm này, chẳng trách sao không đuổi theo mình, thì ra là đang quấn quýt với Hạ Khuynh Thành yêu tinh, không phải là giấu mình sao? Các ngươi làm gì vậy? Buông tôi ra. Làm gì vậy? Lấy xe của tôi. Này, làm gì vậy? Tài khoản có 1 triệu, mật khẩu là 6 số 1.
đây chẳng phải là chàng rể nhà họ Cố, Lâm Phàm sao? Đây là tiệc Thăng Long, sao hắn có thể đến được chứ? Lâm Phàm không ở nhà chờ, chết chung với nhà họ Cố, mà chạy đến tiệc Thăng Long làm gì? Không phải nơi ngươi có thể đến. Hả, ta đến để đưa các ngươi xuống địa ngục. Ha ha, ngông cuồng, ở chỗ khác, ngông nghênh thì còn chấp nhận được. Nhưng ở tiệc Thăng Long, còn dám ngông cuồng như vậy sao? Triệu Tự Như đâu? Bảo hắn ra đây gặp ta, tên nhóc này, dám gọi thẳng tên của gia chủ. Người đâu, bắt hắn lại cho ta, đánh gãy chân tay và ném ra ngoài, lên. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi hỏi lại bạn một lần nữa, Triệu Tự Như ở đâu? Ngươi thả ta ra ngay, chút nữa gia chủ và thiếu chủ của nhà họ Tần ở Thượng Kinh sẽ tới, bảo vệ cốt lõi đều do các cao thủ hàng đầu phụ trách, chờ họ đến đi, dù ngươi có giỏi đánh đến đâu cũng chỉ có đường chết. Giỏi lắm, Lâm Phàm, dám đến tiệc Thăng Long gây rối. Gan thật, rất gan dạ đấy. Gia chủ nhà họ Tần dặn tôi, hôm nay bằng mọi cách phải bắt được ngươi. Không ngờ, ngươi tự dẫn xác đến đây. Ha ha, vậy thì gọi cha con nhà họ Tần qua đây luôn cho ta. Ta sẽ xử lý tất cả các ngươi cùng một lúc. Tên nhóc này, không những dám vô lễ với cha ta, còn dám không tôn trọng nhà họ Tần. Ngươi đã tự tìm đường chết, nói nhiều làm gì, ngươi đâu, bắt tên nhóc này lại. Cho ta, bắt hắn quỳ xuống lại cha ta. Ta biết ngươi giỏi đánh nhau, ta đã chuẩn bị cho ngươi 6 cây gậy điện 1000 quát, ta muốn xem ngươi đối phó thế nào. Đây là cách ta đối phó. Lâm Phàm, ngươi nghĩ rằng giỏi đánh nhau có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Ít nhất giải quyết ngươi thì không thành vấn đề. Ngươi nói sẽ giải quyết ta. Ha ha, được thôi, đến đây nào, ta muốn xem ngươi làm thế nào để giải quyết ta. Không cần bảo vệ. Ông đúng là gan lì thật. Ta không phải gan lì, ta là không sợ bất cứ điều gì. Ha ha, ngươi không biết sao, vợ ngươi, Cố Nhược Hy, ta đã sai người bắt cô ta. Thật sự là không biết sống chết, ông dám bắt cóc vợ tôi, ngươi thật sự không biết sợ. Đến đây cho hắn xem. Ha ha. Này. Lập tức gọi cho người của ngươi, bảo họ thả vợ ta ra. Lâm Phàm, có gan thì cứ giết tôi đi, nếu không, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại vợ mình nữa. Đến đây đi, nếu ngươi giết ta, thì ngươi có thể tìm vợ khác. Ông đang đùa với lửa đấy. Ngươi giỏi đánh nhau lắm, phải không? Giỏi đánh nhau thì có ích gì chứ? Ra ngoài đời, phải nói về thế lực, phải nói về hậu thuẫn. Giống như ngươi, chỉ là kẻ chân đất. Dù giỏi đánh cả đời cũng chỉ là một tên nhóc mà thôi. Nhìn thẳng vào thực tế đi. Muốn vợ ngươi sống, thì bây giờ quỳ xuống nói chuyện với ta. Ha ha. Lâm Phàm, ngươi không phải giỏi đánh nhau lắm sao? Tiếp tục đánh đi, ngươi đừng có quỳ xuống. Tôi còn muốn xem, Cố Nhược Hy đáng yêu kia đã chết như thế nào nhỉ? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu vợ ta mất một sợi tóc, ta sẽ làm nơi này đẫm máu. Ngươi chấp nhận số phận đi, loại người chân đất như ngươi, cả đời chỉ xứng đáng bò dưới chân ta, ta sẽ đếm đến ba. Cha! Ông già, theo như ta biết, ông chỉ có ba đứa con trai, đây chắc là giọt máu cuối cùng của ông. Ngươi dám cược ta có dám giết hắn không? Ta không tin ngươi dám giết con trai ta, nếu không, ta sẽ giết vợ ngươi. Xem ra ông cũng không thích đứa con út này lắm nhỉ. Cứu con, a, à, hai đứa con trai của ta đều bị tên nhóc này giết chết. Ta sẽ giết vợ ngươi. Ngươi đâu, gọi điện thoại và quay video lại. Để Lâm Phàm xem, vợ hắn bị hành hạ đến chết như thế nào. Không cần gọi điện, tôi đến rồi. Nhược Hy, cô không sao chứ? Không có vấn đề gì. Lúc bọn chúng bắt tôi, tay tôi bị chật một chút. May mà hạ các chủ kịp thời xuất hiện và cứu tôi, cảm ơn cô, Huynh Thành, với tôi mà còn khách sáo vậy sao? Cố Nhược Hy, sao cô lại xuất hiện ở đây, một cách bình an thế này? Những người tôi phái đi bắt cô đâu? Là người của ông phái đi à? Hai tên lính dầu ria đó, tôi đã xử lý bằng một tay, giờ họ, chắc đang bị giam giữ, và viết bản tự thú rồi. Hạ Huynh Thành, các chủ Phượng Ngâm Các, ngươi không chỉ bán đất cho tập đoàn Cố Thị, mà còn liên kết với nhà họ Cố chống lại nhà họ Triệu ta,
Ngươi toan tính điều gì? Vì hắn đẹp trai quá chứ gì? Ngươi có biết rằng nhà họ Triệu ta là thuộc hạ của nhà họ Tần, đắc tội với nhà họ Triệu ta cũng đồng nghĩa với đắc tội với nhà họ Tần ở Thượng Kinh. Ta có biết hay không, thì đã sao, chắc cũng chẳng liên quan gì đâu, dù sao thì nhà họ Tần ở Thượng Kinh cũng sắp hết thời rồi, hết thời, gia chủ nhà họ Tần sẽ mang theo Long Giới tại tiệc Thăng Long hôm nay, và sẽ nắm quyền kiểm soát, tổ chức chiến lược mạnh nhất thế giới, Long Nha trở thành Long Thủ. Tần Chấn Đào muốn làm Long Chủ, cả kiếp sau cũng không đủ tư cách. Ngươi muốn chết sao, Lâm Phàm, Hạ Các Chủ, chúng ta đi thôi. Ta nghe nói, nhà họ Tần ở Thượng Kinh hôm nay, đã mời rất nhiều cao thủ, khi họ đến, sẽ không còn cơ hội để rời đi, đi thôi. Lâm Phàm, ngươi giết hai đứa con trai của ta, mà còn muốn rời đi sao? Hôm nay, đừng hòng ai rời khỏi đây, hãy chôn cùng con trai ta. Hắn nói đúng, bây giờ vẫn chưa thể rời đi, trước khi mọi chuyện kết thúc. Không ai được rời đi. Lâm Phàm, đừng làm loạn nữa, tình hình nguy cấp, mau đi thôi, đợi ta diệt xong nhà họ Tần và nhà họ Triệu, rồi chúng ta sẽ đi, được không? Nhà họ Triệu thì còn được, còn muốn tiêu diệt cả nhà họ Tần, gia chủ nhà họ Tần, là Long Nha chi chủ đấy, họ chẳng là gì cả, không vấn đề gì đâu, hãy tin tôi. Hắn có thể giải quyết hết bọn họ, nhưng nhà họ Tần ở Thượng Kinh là một thế lực che trời. Ta nghĩ cô nên học cách, tin tưởng hắn nhiều hơn. Ta sẽ không đi nữa, gọi tất cả đến đây đi, ta sẽ xử lý tất cả các ngươi cùng một lúc. Lâm Phàm, ngươi đã chặt đứt dòng dõi của gia tộc Triệu, thù hận giữa chúng ta không đội trời chung. Ta, Triệu Tự Như, thề với trời rằng, hôm nay nhất định phải xé xác ngươi thành trăm mảnh, không đội trời chung. Đương nhiên rồi, chờ cha con nhà họ Tần đến, ta sẽ cùng lúc đưa các ngươi xuống địa ngục. Để ngươi và hai đứa con trai đoàn tụ ở dưới đó. Giới trẻ bây giờ đúng là ngày càng ngông cuồng. Ta muốn xem thử ngươi sẽ làm cách nào để đưa cha con ta xuống địa ngục. Gia chủ Tần, hắn chính là Lâm Phàm. Thuốc dẫn của con trai ta, trưởng gia Tần, Lâm Phàm đã giết gia tộc Triệu, cả hai đứa con trai cuối cùng. Ông phải làm chủ cho gia tộc Triệu, báo thù cho tôi, đòi lại công lý. Rất tốt, hôm nay ta, Tần Chấn Đào, sẽ nắm giữ Long Giới, trở thành Long Nha chi chủ. Hôm nay lại đúng vào dịp, có thuốc dẫn giúp con trai ta. Kéo dài mạng sống thêm 50 năm, đúng là song hỷ lâm môn. Gia chủ Tần thật là phúc lớn, chắc chắn sẽ chiến thắng, nắm giữ Long Nha, trở thành người đứng đầu đại hạ. Bái kiến Long Chủ, một kẻ mặt người dạ thú như ngươi, không xứng đáng làm Long Nha chi chủ. Kể từ khi Long Chủ tiền nhiệm bị trọng thương và ẩn cư, Long Nha đã không có chủ. Suốt hơn 6 năm nay, các trưởng lão chiến bộ sau nhiều lần cân nhắc đã quyết định để ta đảm nhận vị trí Long Nha chi chủ. Ta không ngờ rằng ngươi lại, một kẻ chân đất nhỏ bé từ Đông Giang, lại dám lớn tiếng trong chuyện này sao? Ngươi không sợ bị Chu Di cửu tộc à? Anh điên rồi, chuyện liên quan đến vị trí của Long Vương mà ngươi cũng dám can thiệp. Nhược Hy, nếu trên đời này chỉ có một người có thể quyết định Long Chủ, thì người đó chính là ta. Ha ha. Lâm Phàm, người thật ngông cuồng và nực cười. Cứ cười đi, cười thêm nữa đi, rồi ta sẽ cho ngươi xuống dưới gặp hai đứa con trai của ngươi. Hừ, việc xác định vị trí Long Chủ chỉ có hai khả năng. Có thể xác định là do Long Chủ tiền nhiệm mang theo Long Giới và tìm người được chọn, người đó sẽ nhận vị trí Long Chủ. Nếu có sự cố xảy ra, thì các trưởng lão chiến bộ sẽ chọn ra ứng cử viên, người này sẽ mang Long Giới và trở thành Long Chủ, xác nhận tân Long Chủ. Chỉ dựa vào một lời của ngươi mà có thể quyết định vị trí Long Chủ sao? Ngươi nghĩ rằng mình cao hơn các trưởng lão chiến bộ à? Lâm Phàm, chỉ đang đùa với mọi người thôi, chúng tôi tuyệt đối không có bất kỳ thù địch nào. Hôm nay tôi đến đây là để đưa anh ấy đi, vì hôm nay là ngày vui của mọi người, nên chúng tôi sẽ không làm phiền nữa, xin cáo từ. Nhược Hy, trước đây cô luôn muốn hỏi tôi thân phận của tôi là gì, tôi vốn định vài ngày nữa mới nói cho cô biết, nhưng hôm nay, trước mặt gia tộc Tần và gia tộc Triệu, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Anh có thân phận gì? Tôi chính là chủ Long Nha. Anh chính là người được ca ngợi là cường giả toàn cầu, gọi là vương của các tướng quân. Không ngờ anh lại lợi hại như vậy, có vẻ như không có vấn đề gì khiến anh gặp khó khăn. Người nói nhảm, Long Chủ tiền nhiệm đột nhiên rút lui 6 năm trước. Ngay cả truyền nhân cũng chưa kịp tìm, khiến vị trí Long Chủ bị treo lơ lửng suốt 6 năm. Rõ ràng là
đã gặp phải chuyện bất trắc, làm sao có thể là người chồng mà cô gọi được. Lúc này rồi mà anh còn đùa được sao? Cha, người phụ nữ này con rất thích, con muốn giữ lại, đây là lần đầu tiên con trai ta quan tâm đến một người phụ nữ. Yên tâm đi, sau khi ta làm cho Lâm Phàm thành thuốc dẫn, người phụ nữ này sẽ là của con. Ha ha, cô bé, từ nay về sau, cô sẽ là người của ta. Ha ha, người đâu, bắt hai người bọn họ. Về đây, tiến lên. Lâm Phàm, giờ đây bốn cao thủ hàng đầu của nhà họ Tần đều đã xuất hiện. Ta muốn xem ngươi chết thế nào, tiến lên. Ngươi có thể đánh bại bốn vị cường giả mạnh nhất của nhà họ Tần, xem ra chỉ có ta đích thân ra tay mới có thể hạ gục tên chân đất này. Thất Sát, Tham Lang, Phá Quân, ba vị long soái đã đến. Hôm nay là ngày Tân Long chủ nhậm chức, ai dám gây rối ở đây? Ha ha, ngươi đã nằm trong tay ta rồi, đợi ta nắm được long giới, trở thành Long Nha chi chủ, rồi ta sẽ xử lý ngươi. Mang long giới đến đây, dù long giới ở ngay trước mặt ngươi thì sao, ngươi cũng không thể nắm giữ được nó. Phá Quân, người này liên tục thách thức ta, với tư cách là người thừa kế duy nhất của long chủ, ta ra lệnh các ngươi bắt hắn lại. Còn đứng đó làm gì, mau ra tay. Ta đã nhận được sự công nhận của các trưởng lão, chỉ cần ta nắm giữ long giới, ta sẽ trở thành Long Nha chi chủ, dám ra tay với ta, có phải muốn tạo phản không, dám hỗn xược với long chủ. Giết ngươi cũng đáng, chứ đừng nói đến ra tay. Hắn, Lâm Phàm, là chủ nhân của các ngươi. Chúng ta bái kiến long chủ. Anh thực sự là long chủ sao? Làm sao tôi nỡ lừa cô được chứ? Tần Chấn Đào, đừng chống cự nữa. Không ngờ năm xưa, ta để lại mạng ngươi, lại cho ngươi cơ hội lớn như vậy. Ngươi được long chủ tiền nhiệm chọn làm người kế thừa. Đáng tiếc ngươi trời sinh hèn kém, không xứng đáng với vinh hoa phú quý này, chỉ có ta mới phù hợp. Tần Chấn Đào, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Chỉ của ta, rốt cuộc có phải là ngươi giết không? Không sai, chỉ ngươi có thể kéo dài sinh mạng cho con trai ta, trở thành thuốc dẫn cho con trai ta. Đó là phúc phần của cô ta, đã tích được mấy đời. Vậy thì, hôm nay ông và con trai ông, tất cả phải ở lạ, để trả mạng cho chị gái ta. Chỉ cần ta nắm được long giới, và có được thừa nhận long giới qua các đời, dù ngươi là Long Nha chi chủ tiền nhiệm, cũng chỉ có thể quỳ gối dưới chân ta. Còn muốn báo thù, chị ở trên trời, nhất định phải nhìn rõ cách em báo thù cho chị. Báo thù, ngươi dựa vào gì? Dù ngươi là long chủ tiền nhiệm, nhưng ngay cả khả năng nắm giữ long giới và chọn người kế vị ngươi cũng không có, thì chẳng khác gì kẻ vô dụng cả. Chờ ta nắm được long giới, và sau khi thừa kế long chủ, ta sẽ dùng ngươi làm thuốc dẫn. Á, Tần Chấn Đào, ngươi thật to gan, dám chạm vào long giới. Hừ, tôi được trưởng lão chiến bộ bảo vệ, ngoài ta ra ai có thể chống lại sức ép của long giới, nắm quyền long giới hấp tấp gì chứ? Một kẻ tâm thuật bất chính có thể nắm giữ sao? Để hắn ta thử. Ha ha, quá ngông cuồng, kẻ hèn hạ như ngươi chỉ có thể làm thực phẩm cho chúng ta, những người thượng đẳng. Để ta nói thật cho ngươi biết, lúc chị ngươi chết đã vật lộn suốt 2 tiếng đồng hồ, cô ta đã liên tục cầu xin chúng ta tha cho ngươi, điều đó có thể sao? Ha ha, vì vậy ngươi chỉ có thể đứng nhìn ta trở thành Long Nha chủ. Tại sao? Tôi có trưởng lão bộ chiến bảo vệ, khí của long giới sao có thể tổn thương ta? Chừng nào tôi còn ở đây, tôi mới là chủ nhân thực sự của long giới. Ngạo mạn, ngươi, một kẻ bị trọng thương chỉ có thể ẩn cư như phế nhân, xứng làm chủ long giới sao? Ai nói với ngươi vậy? Long chủ không bị trọng thương và ẩn cư vẫn còn giả vờ sao? Nếu không bị thương nặng và rút lui, thì làm sao hắn có thể chủ động nhường lại vị trí long chủ? Để ta cho ngươi thấy cách ta nắm giữ long giới. Lâm Phàm, đừng mắc bẫy của Tần Chấn Đào. Nhược Hy, tôi không sao, tôi ổn mà, tôi đang rất bình tĩnh. Trước mặt tôi, anh không cần phải giả vờ. Nếu anh không bị thương, anh có thể dùng sức mạnh của Long Nha để điều tra kẻ đứng sau vụ việc. Không tốt sao? Long Nha là một thế lực khổng lồ, có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Tôi không thể vì mối thù của bản thân mà đẩy đại hạ vào nguy hiểm được.
cung nghênh Long chủ trở về vị trí. Cung nghênh Long chủ trở về vị trí. Điều này sao có thể? Làm sao ngươi có thể là Long chủ? Làm sao ngươi có thể là Long chủ? Ta đã nói rồi, ta sẽ lấy mạng các ngươi để tưởng niệm chị tôi. Đừng nghĩ rằng ta sợ, ta sẽ liều mạng với ngươi. Đừng, đừng giết tôi, xin anh tha cho tôi một mạng. Chị, em đã kết hôn và có con gái. Những kẻ đã hại chị, em đã tự tay báo thù cho chị. Chị hãy yên nghỉ. Thất thất, lần trước con đã nói, muốn dị hạ làm mẹ kế của con có giá trị không?